Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 14. Dựa theo tiếng gió thổi, cơ thể Tô Thương bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Thạch Hiên. Thạch Hiên nhất thời giật nảy mình, trên mặt lộ ra một vẻ sợ hãi, muốn ra tay chống cự. Chỉ là đáng tiếc, cậu ta đã không còn cơ hội nữa rồi. Phù. Tô Thương lấy tay làm kiếm, linh khí làm lưỡi kiếm, chỉ trong chớp mắt, phá nát cổ của Thạch Hiên. Máu đỏ tươi, phun ra ngoài, nhuộm đỏ gương mặt Tô Thương. Cậu, ách. Thạch Hiên bít lấy cổ, chưa nói xong một câu, cơ thể liền ngã ầm xuống đất, mất đi tính mạng. Ngay sau đó, Tô Thương bình tĩnh lau đi vết máu trên mặt, khẽ cười nói, thật có lỗi quá, là cậu để tôi ra tay trước. Thanh niên không sợ trời không sợ đất Thạch Hiên đến từ vùng núi tế trời cứ như vậy mà chết trong tay của Tô Thương. Anh ta chỉ là địa tông hậu kỳ mà thôi, Tô Thương cũng đã từng giết người ở cảnh giới như này trước đây. Nhị trưởng lão của tông Vô Ảnh là địa tông hậu kỳ cũng bị Tô Thương giết. Với thực lực hiện tại của Tô Thương, hoàn toàn có thể chống lại địa tông đỉnh phong, thậm chí có thể đánh bại. Xôn xao. Lúc này Thạch Hiên đã chết. Cảnh tượng này khiến mọi người có mặt tại đây vô cùng kinh ngạc. Huyền, chú Huyền Thiên thật sự giết chết địa tông hậu kỳ quá dễ dàng. Em trai tôi lợi hại đấy, hơn nữa nghĩa khí ngút trời, thực sự sẵn sàng cùng sống cùng chết với nhà họ Tô. Tôi thực sự không nhìn lầm người. Cả Tô Thần Binh và Tô Kiền Khôn đều vô cùng khiếp sợ, hoàn toàn không ngờ rằng Tô Thương lại thắng. Thạch công tử. Đoàn Tứ Hải ở cách đó không xa nhìn thấy Thạch Hiên ngã xuống, sắc mặt bỗng trở nên căng thẳng, vội vàng tiến lên xem xét, kết quả phát hiện Thạch Hiên đã bị cắt cổ, đã tắt thở, không thể xoay chuyển trời đất nữa. Sau đó Đoàn Tứ Hải đứng dậy nhìn chằm chằm Tô Thương, sắc mặt trầm như nước, cả giận nói, Tô Huyền Thiên, cậu thật to gan, cậu có biết cậu ta là ai không, sao dám giết cậu ta? Tô Thương đón nhận ánh mắt của Đoàn Tứ Hải. Nhàn nhạt nói có gì mà không thể. Hừ, Đoàn Tứ Hải cắn răng nói, Thạch Hiên Thạch công tử, đến từ vùng núi tế trời, Thái Sơn, là cháu trai của Sơn Chủ Thái Sơn. Sơn Chủ Thái Sơn à, vậy chính là một trong những người mạnh nhất trên thế giới hiện nay. Cậu thì tính là thứ gì, cũng dám giết cháu trai của Sơn Chủ Thái Sơn, cậu muốn tìm chết à? Hai mắt Đoàn Tứ Hải đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Thương. Hận không thể xé nát anh. Trước đây ông ta bất cẩn, cho rằng Tô Thương chỉ là kẻ yếu ớt ở cảnh giới bán bộ địa tông, không chịu nổi một kích, cho rằng Thạch công tử có thể dễ dàng chiến thắng. Vì vậy, Đoàn Tứ Hải căn bản không có chuẩn bị, hơn nữa Tô Thương thi triển chỉ xích thiên nhai, tốc độ cực nhanh. Thế cho nên Đoàn Tứ Hải chưa kịp ra tay giúp đỡ, đợi đến lúc ông ta kịp phản ứng lại, Thạch Hiên đã chết. Thạch Hiên. Cháu trai của Sơn Chủ Thái Sơn đấy. Đi cùng với Đoàn Tứ Hải, chết ở Giang Bắc, Đoàn Tứ Hải biết bản thân không thể thoái thác tội của mình, sắc mặt tự nhiên vô cùng khó coi. Vậy thì sao, Tô Thương lại không để bụng, nhàn nhạt nói, Sơn Chủ Thái Sơn là thứ gì? Chọc đến tôi, tất cả đều phải chết. Cậu! Thật là một tên nhóc kiêu ngạo, bản minh chủ đây sẽ giết cậu, để cậu lấy cái chết tạ tội. Đoàn Tứ Hải thẹn quá hóa giận, lập tức điều động chân khí, nhanh chóng đánh ra một chưởng, hướng thẳng đến lồng ngực của Tô Thương. Tô Thương tay mắt lanh lẹ, toàn thân bị linh khí vây quanh, vội vàng ra tay phản kháng. Bùm, ngay sau đó, hai người tiếp xúc, hậu quả đáng sợ của trận chiến thành những gợn sóng lan ra bốn phía. Phụt, sau đó, Tô Thương không thể chống đỡ một giây, trực tiếp bị Đoàn Tứ Hải đánh bay, máu nhuộm ngập trời. Thân thể nặng nề đập xuống đất, phun ra một vũng máu. Ngược lại Đoàn Tứ Hải vẫn đứng im không nhúc nhích, dường như vẫn còn thừa sức lực, hiển nhiên vừa rồi không dùng hết toàn lực. Chỉ với một chiêu đã đánh bại luyện khí tầng 7 Tô Thương. Cường giả Thiên Tông, thật đáng sợ. Tiểu tử, cậu không biết trời cao đất dày, đã phạm phải tội nghiệt ngập trời, chết cũng chưa hết tội. Không chỉ có cậu phải chết. Hôm nay mọi người trong nhà họ Tô cũng phải chết. Bản minh chủ muốn các người chôn cùng Thạch công tử. Đoàn Tứ Hải như kẻ điên, mặt âm trầm sải bước về phía Tô Thương, chân khí dâng trào trong lòng bàn tay. Không hay rồi.
Người này rất mạnh, với thực lực của mình hiện tại căn bản không phải là đối thủ của ông ta. Tô Thương vội vàng đứng lên, lau vết máu nơi khóe miệng, vẻ mặt đặc biệt ngưng trọng, lẩm bẩm nói, chuyện đã đến nước này, đành phải thi triển huyết tế. Huyết tế. Hiện là con át chủ bài mạnh nhất của Tô Thương. Lần trước mở ra huyết tế, là dùng để đối phó với Cát Bình cảnh giới địa tông. Lần đó, sau khi Tô Thương giết chết Cát Bình, biết tin chị gặp nạn nên đã ngồi trực thăng bay thẳng đến Đông Cương, ra tay giết chết 80.000 quân địch của nước Đê. Cũng may lấy được một viên phệ huyết châu từ quân sư Trần Thượng Vân của nước Đê, dùng nó để bổ sung khí huyết, chỉ cần dùng vài ngày là anh đã có thể trở lại trạng thái đỉnh cao. Tuy nhiên, không phải lần nào cũng có những thứ như phệ huyết châu giúp đỡ, Tô Thương sợ tình trạng suy yếu sau khi huyết tế. Vì vậy, chưa đến mức bất đắc dĩ, anh sẽ không bao giờ thi triển bí thuật huyết tế. Nhưng bây giờ, đối mặt với một cao thủ thực lực siêu mạnh như Đoàn Tứ Hải, Tô Thương không còn cách nào khác chỉ có thể mở ra huyết tế. Nghĩ đến điều này, Tô Thương vội vàng dùng hai tay niết quyết, vẻ mặt ngưng trọng, hai mắt dần dần đỏ lên. Linh khí quanh người cũng trở nên táo bạo. Ngay sau đó, một cơn gió nổi lên trên mặt đất đập vào quần áo của Tô Thương, bay phất phới. Lúc này Tô Thương hai mắt đỏ bừng, hơi thở tăng nhanh gấp đôi, linh khí cũng vô cùng nóng nảy. Bí thuật huyết tế mở ra thành công. Cảnh giới của Tô Thương trong khoảng thời gian ngắn đã tăng lên luyện khí tầng 8, thực lực tăng vọt. Đây là thủ đoạn gì của cậu vậy? Ánh mắt Đoàn Tứ Hải sợ hãi, cau mày nhìn Tô Thương. Mặt Tô Thương âm trầm nói, không cần nói cho ông biết, không phải ông muốn giết tôi sao, đến đây đi. Hừ, chút tài mọn, cậu cho rằng thi triển thủ đoạn lung tung rối loạn, nâng cao một ít thực lực là có thể chống lại tôi sao? Đoàn Tứ Hải lạnh lùng nói, ngây thơ, chịu chết đi. Vừa dứt lời, Đoàn Tứ Hải chủ động tấn công, nhanh chóng đánh một chưởng vào Tô Thương. Tô Thương sử dụng chỉ xích thiên nhai, đầu tiên là tránh một chưởng này, sau đó xuất hiện ở hướng 7 giờ, nắm đấm bọc linh khí bất ngờ đánh vào Đoàn Tứ Hải. Đoàn Tứ Hải nhíu mày, phất tay lên, đánh lui Tô Thương. Tuy nhiên, cơ thể của Tô Thương lại biến mất trên đường bay lộn ngược. Khi anh xuất hiện đã ở phía sau Đoàn Tứ Hải, nhanh chóng ném hai con rồng nước đã được ngưng tụ trước đó ra. Hai con rồng nước này, với những góc độ xảo quyệt và sức mạnh kinh người trực tiếp đánh thẳng vào Đoàn Tứ Hải. Nếu là địa tông đỉnh phong, căn bản không thể chống lại sự tấn công của hai con rồng nước này. Nhưng dù sao thì Đoàn Tứ Hải cũng là một cường giả thiên tông, gần như ngay lập tức, vận chuyển chân khí anh bảo vệ cơ thể. Bùm, bùm, ngay sau đó, hai con rồng nước va chạm với tấm chắn bằng chân khí của Đoàn Tứ Hải, một âm thanh trầm đục phát ra từ hiện trường. Ha ha, thủ đoạn không tồi, có thể, nhưng sức lực không đủ. Đoàn Tứ Hải cười lạnh một tiếng, ngay sau đó đột nhiên dùng sức, đánh tan hai con rồng nước. Đồng thời, ông ta nhảy ra, bàn tay ấn vào ngực Tô Thương với khí thế sét đánh không kịp bưng tai. Tô Thương căn bản không có khả năng phản kháng, thân thể lại bị đánh bay. Phụt, Tô Thương máu nhuộm đầy trời, sau khi rơi xuống đất ho ra máu không ngừng. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Thiên tông quá mạnh, cho dù đã sử dụng bí thuật huyết tế, anh vẫn không phải là đối thủ của Đoàn Tứ Hải, thậm chí còn không có sức đánh trả. Tô Huyền Thiên, đừng giãy giụa vô ích nữa, chịu chết đi. Đoàn Tứ Hải bước đến trước mặt Tô Thương, trong mắt lộ ra vẻ hung ác, chân khí trong tay không ngừng hội tụ. Uy hiếp tử vong. Lúc này Tô Thương thật sự cảm giác được uy hiếp tử vong. Đồng tử nhanh chóng co rút lại. Anh nằm trên mặt đất, lần đầu tiên anh bất lực như vậy kể từ khi trọng sinh. Chẳng lẽ bản thân phải chết như vậy sao? Tô Thương rời tầm mắt, chậm rãi nhìn mọi người xung quanh. Tô Kiền Khôn, Tô Thần Binh, Lý Nguyệt, Tiêu Đình, đông đảo ám vệ của nhà họ Tô. Cuối cùng ánh mắt của Tô Thương dừng lại trên người Tô Du Du, khóe mắt hơi đỏ lên. Con gái à, đây chính là con gái mình. Nhưng đáng tiếc bản thân không thể nhìn thấy con gái trưởng thành. Ánh mắt Tô Thương cưng chiều, nụ cười treo trên khóe miệng cứ như vậy chăm chú nhìn vào Tô Du Du. Cha! Chú là cha! Tô Du Du dường như nhận ra Tô Thương, khuôn mặt nhỏ non nớt đột nhiên lộ ra vẻ lo lắng.
Ngay sau đó, cô bé vội vàng chạy tới trước mặt Tô Thương, mở rộng vòng tay, bảo vệ Tô Thương phía sau, hung hăng nói, người xấu, tôi không cho phép ông làm tổn thương cha tôi. Cha đừng sợ, Du Du là cao thủ tuyệt thế, Du Du sẽ bảo vệ cha. Tô Du Du quay đầu nghiêm túc nói với Tô Thương. Khụ. Tô Thương ho ra một ngụm máu, đang định để Tô Du Du rời đi, nhưng vào lúc này, ánh mắt Đoàn Tứ Hải hung ác nói, ha ha, đứa nhỏ, các người cùng chết đi. Giọng nói rơi xuống, bàn tay của Đoàn Tứ Hải nhanh chóng đánh đến, uy lực kinh người. Đừng, Tô Thương tuyệt vọng hét lên một tiếng, hai mắt đỏ bừng, nhưng anh không phản ứng kịp. Bùm, nhưng khi lòng bàn tay của Đoàn Tứ Hải chụp vào trên người Tô Du Du, một lực lượng đáng sợ đột nhiên xuất hiện từ bên trong cơ thể Tô Du Du, thực sự chặn được đòn tấn công của Đoàn Tứ Hải, thậm chí đánh văng Đoàn Tứ Hải ra xa. Cái gì? Đoàn Tứ Hải lùi lại 4-5 bước, sau khi ổn định cơ thể, ông ta tái mặt vì kinh hãi, kiêng kỵ nhìn về phía Tô Du Du. Ngay lập tức, toàn thân Tô Du Du tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, mái tóc dài như thác nước, đôi mắt không biết từ khi nào cũng thay đổi màu sắc. Ban đầu nó có màu đen bình thường, nhưng bây giờ nó có màu đỏ, giống như mã não đỏ. Điều kỳ lạ nhất là hơi thở của cô bé tăng lên nhanh chóng, phát triển đến mức kinh hoàng. Lúc này, khí chất của Tô Du Du cũng đã trải qua những thay đổi nghiêng trời lệch đất, lúc trước là một tiểu loli dễ thương, mềm mại. Nhưng lúc này, toàn thân cô bé hơi thở lạnh lẽo, sắc mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm Đoàn Tứ Hải, lạnh lùng nói, đả thương cha tôi. Tôi muốn giết ông. Làm cha tôi bị thương. Tôi muốn giết ông. Tô Du Du mặt trầm như nước, giọng điệu lạnh lùng phun ra mấy chữ, hoàn toàn không còn vẻ non nớt hồn nhiên như vừa rồi, thay vào đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ. Lúc này, thân thể của Tô Du Du là một đứa trẻ nhưng mỗi động tác của cô bé đều giống như một ma thần sát phạt quyết đoán. Hơi thở mà cô bé nhả ra áp bức những người ở hiện trường, căn bản không thể thở nổi. Tô Kiền Khôn, Tô Thần Binh, Lý Nguyệt, cùng với tất cả ám vệ của nhà họ Tô đã ngất xỉu dưới hơi thở này. Hiện trường chỉ có hai người Tô Thương, Đoàn Tứ Hải là vẫn còn tỉnh táo. Du Du, Tô Thương đang hấp hối nhìn thấy con gái mình đột nhiên trở nên như vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sao lại thế này, tại sao trong cơ thể Du Du lại cất giấu một sức mạnh đáng sợ như vậy? Sức mạnh này không chỉ mạnh mẽ, mà còn cực kỳ sâu. Hẳn là bị phong ấn trong cơ thể của Du Du. Tô Thương có thể nhận thức rõ ràng rằng sức mạnh này không thuộc về Du Du. Du Du chỉ là một cô bé 4 tuổi, cho dù tài năng xuất chúng đến đâu cũng không thể tu luyện được thực lực mạnh mẽ như vậy. Nếu đoán không nhầm, hẳn là một cường giả nào đó đã truyền công lực của mình cho Tô Du Du, dùng một loại thủ đoạn độc đáo phong ấn nó trong cơ thể Du Du. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trừ khi phải đối mặt với sống chết, nếu không Du Du không thể dùng lực lượng này. Vừa rồi Tô Du Du đứng ra bảo vệ Tô Thương, một trưởng kia của Đoàn Tứ Hải đã phá vỡ phong ấn của Du Du. Vì vậy, Tô Du Du đột nhiên được tưới sức mạnh khổng lồ, giống như một con người khác vậy. Đoàn Tứ Hải cách đó không xa nghiêm túc nhìn Tô Du Du, kết quả trên mặt đột nhiên tràn đầy kinh ngạc, lẩm bẩm nói, Thiên Tông. Cháu là một đứa nhỏ 4-5 tuổi, thế mà thực lực tương đương với ta, là một cao thủ Thiên Tông. Đoàn Tứ Hải vô cùng khiếp sợ, sau khi xác nhận mình không nhìn nhầm, mới suy đoán nói, nếu ta không đoán sai, cháu hẳn là bị cường giả Thiên Tông truyền công lực cho. Sau khi truyền công lực, cháu có thể bộc phát ra sức mạnh của Thiên Tông, người truyền công lực cho cháu kia, ít nhất là Thiên Tông đỉnh phong. Sắc mặt Đoàn Tứ Hải ngưng trọng. Trầm giọng nói, cô bé, nói thật cho ta biết, rốt cuộc cháu là ai, có lai lịch gì. Làm cha bị thương, tôi muốn, giết ông, giết ông. Tô Du Du không đáp lại Đoàn Tứ Hải, bóng dáng của cô bé chợt vụt đến, trực tiếp động thủ với Đoàn Tứ Hải. Hừ, không muốn trả lời thì thôi. Ánh mắt Đoàn Tứ Hải run rẩy, lạnh lùng nói, tuy rằng cháu cũng là Thiên Tông, nhưng vẫn chỉ là một cô bé. Cùng cảnh giới với ta thì như thế nào? Giết cháu, bản tông chủ nhiều lắm là phí một ít thủ đoạn. Hơn nữa, đêm nay tất cả mọi người trong trang viên này đều phải chết, nhổ cỏ tận gốc, không để lại chứng cứ gì.
cho dù cháu có lai lịch cực lớn, cho dù cháu đến từ tông phái võ thuật hùng mạnh, bản tông chủ cũng không sợ bị trả thù. Giọng nói rơi xuống, Đoàn Tứ Hải liền lộ ra một nụ cười lạnh, huy động chân khí toàn thân đón nhận Tô Du Du. Bùm, 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 ngay sau đó, hai người bắt đầu một cuộc đối đầu gay gắt, chân khí ở hiện trường tàn sát bừa bãi, khung cảnh vô cùng rộng lớn. Thiên Tông, người luyện võ cấp bậc này thực lực thật sự là khủng bố phi phàm, hoàn toàn tách biệt với Địa Tông. Chênh lệch giữa Địa Tông đỉnh phong và Thiên Tông còn lớn hơn so với sự chênh lệch giữa Tông Sư và Địa Tông, căn bản không thể so sánh. Vì vậy, cho dù Tô Thương thi triển huyết tế, mạnh mẽ đặt chân vào luyện khí tầng 8 trong thời gian ngắn vẫn không thể chống lại cảnh giới này. Căn cứ theo suy đoán của Tô Thương, chỉ có bản thân thăng cấp lên luyện khí tầng 9, gặp được người luyện võ cảnh giới Thiên Tông mới có thể đủ sức chiến đấu. Bùm! Trận chiến giữa Tô Du Du và Đoàn Tứ Hải vẫn tiếp tục, hậu quả của trận chiến từ sự va chạm của chân khí quét khắp nơi. Mặc dù Tô Du Du mới 4 tuổi, nhưng công lực trong cơ thể cô bé ít nhất là 100 năm, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không bị rơi xuống thế hạ phong. Nhưng có thể thấy rõ rằng Đoàn Tức có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tiêu hao chân khí của Tô Du Du từng chút một. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất 10 mấy 20 phút. Chân khí trong cơ thể Tô Du Du sẽ cạn kiệt. Đến lúc đó, Đoàn Tứ Hải có thể nhẹ nhàng đánh bại Tô Du Du. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách hay, sớm muộn gì Du Du cũng sẽ thua. Tô Thương hơi thở yếu ớt, nhìn thoáng qua đã có thể nhìn ra Tô Du Du không thể kiên trì được lâu, vẻ mặt tràn đầy lo lắng, vắt óc tìm cách. Đột nhiên, trong đầu Tô Thương chợt lóe lên một tia sáng, nháy mắt nảy ra một ý tưởng, lẩm bẩm nói. Hôm nay mình lấy được một chiếc chìa khóa đông phủ ở chỗ Hứa Sơn Cư, có lẽ có thể có tác dụng. Thứ này là thiên thạch ngôi sao, ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Hứa Sơn Cư không phải người tu chân, việc khống chế nó có thể đe dọa đến tính mạng của mình. Mà trong cơ thể mình có linh khí, nếu mình dồn hết linh khí vào chiếc chìa khóa của đông phủ, sức mạnh do thứ này phóng ra chắc chắn càng khủng bố hơn. Nghĩ đến đây, Tô Thương không màng đến vết thương của mình. Ngồi xếp bằng, mạnh mẽ vận chuyển cửu u trấn ngục quyết. Chìa khóa của đông phủ, thứ này chính là pháp bảo mạnh mẽ đối với người tu chân. Lúc trước Hứa Sơn Cư có thể điều khiển nó, hẳn là lấy máu nhận chủ, nếu Tô Thương muốn thực sự sử dụng thứ này, anh cần phải xóa ấn ký của Hứa Sơn Cư, sau đó để tinh huyết và ấn ký linh hồn của mình vào chìa khóa của đông phủ. Đến lúc đó, Tô Thương có thể sử dụng chìa khóa của đông phủ theo ý muốn. Có lẽ có một cơ hội giết Đoàn Tứ Hải bằng một đòn. Nhưng cần có thời gian, Tô Thương không dừng lại một giây nào, giành giật từng giây xóa sạch ấn ký hơi thở mà Hứa Sơn Cư để lại trên chìa khóa của đông phủ. Còn kịp, thời gian chắc chắn còn kịp, Du Du, đợi cha. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, chợ đen Cửu Môn, trước đó, sau khi Tô Thương rời khỏi chợ đen Cửu Môn, Lưu Huy và Vương Trại liền thông báo cho Minh Chủ Thiên Sơn Tuyết. Bởi vì bọn họ biết, Tô Thương muốn đi đối phó đại trưởng lão của Tông Vô Ảnh, mà đối phương là Địa Tông đỉnh phong. Lưu Huy và Vương Trại tuyệt đối trung thành với Tô Thương, nhưng họ lo lắng chủ nhân không phải là đối thủ của đại trưởng lão của Tông Vô Ảnh, vì vậy mới liên hệ với Thiên Sơn Tuyết, muốn Thiên Sơn Tuyết đi giúp chủ nhân. Minh chủ, sự việc đại khái chính là như vậy, anh Tô đã rời đi một đoạn thời gian, thực lực của đại trưởng lão của Tông Vô Ảnh quá mạnh. Thuộc hạ lo lắng anh Tô thiếu cảnh giác rơi vào bẫy của đại trưởng lão. Lúc này, Lưu Huy nói. Không cần lo lắng, nếu Tô Huyền Thiên dám đi gặp đại trưởng lão, có nghĩa là anh ta đã nắm chắc phần thắng. Với tính cách của anh ta, tuyệt đối không làm việc không nắm chắc. Thiên Sơn Tuyết mặc đồ trắng, đeo mặt nạ hình con bướm, khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Cô ta đã sớm biết Tô Huyền Thiên chính là đại thiếu gia Tô Thương ăn chơi trác táng đã cướp đi lần đầu tiên của cô ta. Ở trong mắt cô ta, Tô Thương nhiều năm như vậy đều che giấu thực lực, cho dù bị khinh thường, chửi rủa cũng không có lộ ra, loại tâm tính thật sự là hiếm thấy. Hơn nữa, một người có thể nhẫn nhịn nhiều năm như vậy nhất định thận trọng từng bước, vô cùng cẩn thận, nếu không chắc chắn đánh bại được đại trưởng lão, Tô Thương sẽ không bao giờ hấp tấp. Cho nên Thiên Sơn Tuyết không lo lắng chút nào. Minh chủ nói phải, Lưu Huy nghe vậy, đành phải ôm quyền không hề nói nữa.
các anh bảo vệ chợ đen Cửu Môn cho tốt, tôi đến Giang Bắc vài ngày, việc nên làm cũng đã làm, ngày mai tôi sẽ mang Du Du rời đi. Hả? Thiên Sơn Tuyết đang nói, bỗng nhiên cảm ứng được một tia dị thường, khuôn mặt ngọc xinh đẹp dưới chiếc mặt nạ trầm xuống ngay lập tức, phong ấn của Du Du vậy mà đã bị giải trừ. Rốt cuộc trang viên nhà họ Tô đã xảy ra chuyện gì? Du Du, con nhất định không được xảy ra chuyện gì. Quanh người Thiên Sơn Tuyết xuất hiện hơi thở lạnh lùng, thân ảnh nháy mắt biến mất, nơi bị lòng bàn chân bị dẫm lên, mặt đất kết thành băng. 10 phút sau. Trang viên nhà họ Tô. Tô Thương ngồi khoanh chân, trên trán toát ra những giọt mồ hôi, toàn tâm xuất thần, nhìn thấy mình có thể khống chế được chìa khóa của Đông Phủ rồi. Nơi xa. Tô Du Du đang cùng đoàn Tứ Hải đại chiến, cơ thể nhỏ bé, phát ra sức mạnh kinh khủng, thế mà ép đoàn Tứ Hải liên tiếp lùi về phía sau. Xem ra là mình đã xem thường cái con bé này rồi, con bé có công lực, vượt xa tưởng tượng của mình. Đoàn Tứ Hải vừa đánh vừa kinh sợ, khuôn mặt u ám, thầm nghĩ, nếu đã như vậy thì càng muốn giết nó, nếu không thì hậu quả khôn lường. Mặc dù con bé công lực thâm sâu khó lường, nhưng nó lại không biết làm thế nào để vận dụng công lực của nó, cuối cùng thì cũng không phải đối thủ của mình. Đoàn Tứ Hải bên ngoài đầy tự tin, trong ánh mắt lộ ra đầy sát khí. Bây giờ, ông ta lựa chọn phương pháp là, bảo toàn thực lực, lấy lui làm tiến, vì thế không ngừng né tránh sự tấn công của Tô Du Du. Đoàn Tứ Hải đã phát giác ra được, chân khí trong cơ thể Tô Du Du giờ đã tiêu hao hơn phân nửa, chỉ còn tồn lại một phần nhỏ mà thôi. Chỉ cần mình chống đỡ thêm vài phút, đợi khi chân khí của Tô Du Du hao hết, không phải mình muốn làm gì thì làm sao. Nghĩ đến đây, đoàn Tứ Hải tiếp tục tránh né, mà không trực tiếp đánh nhau với Tô Du Du. Dám làm bị thương cha tôi, ông phải chết. Tô Du Du mặt trầm như nước, đã bị làm cho choáng váng đầu óc, liều lĩnh xuất thủ công kích, đuổi theo đoàn Tứ Hải mà đánh. Cứ như vậy, lại qua thêm 2 phút đồng hồ, Tô Du Du đã mệt thở không ra hơi, khí tức toàn thân cũng đã yếu hết rồi. Giờ phút này, chân khí trong cơ thể cô bé trải qua mười mấy phút tiêu hao, đã không còn lại bao nhiêu. Ha ha! Lúc này, đoàn Tứ Hải híp hai mắt lại, lập tức dùng một chưởng đánh vào hướng Tô Du Du. Tô Du Du thấy vậy, muốn điều động chân khí đánh trả, nhưng lại phát hiện ra, mình đã không còn bao nhiêu chân khí để điều động rồi, khuôn mặt lộ ra một vẻ lo lắng. Ầm ầm. Sau một hồi, trước khi đoàn Tứ Hải tấn công tới, Tô Du Du phải đưa hai tay ra phòng ngự. Có thể vì chân khí không đủ, cơ thể của cô bé trực tiếp bị đánh bay, phun ra một ngụm máu. Đoàn Tứ Hải không buông tha Tô Du Du, mà lựa chọn thừa thắng xông lên, nhanh chân thả người tiến lên. Liên tiếp 3 chưởng, toàn bộ đánh vào trên cơ thể Tô Du Du. Ầm. 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 Tô Du Du hứng chịu 3 chưởng này, cơ thể căn bản là không chịu đựng nổi, khuôn mặt nhỏ nằm trên mặt đất trắng bệch, khí tức cực kỳ uể oải. Đồ oắt con, mày có thể chịu được 100% công lực của cao thủ Thiên Tông đỉnh phong, mày chắc là đến từ vùng núi tế trời, vùng núi giữa núi và biển, vùng núi nơi thâm sâu vân vụ, loại thế lực luyện võ to lớn này phải không? Đoàn Tứ Hải bước lên trước, dùng một tay nắm lấy Tô Du Du đang hấp hối, nâng lên quá đỉnh đầu, mặt âm trầm nói, loại thế lực này, tao rất kiêng kỵ, căn bản là không dám đắc tội. Vì thế, tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày, đêm nay mày nhất định phải chết, tất cả mọi người ở đây, đều sẽ chết, mà không một ai biết, là tao giết mày. Đoàn Tứ Hải ngẩng đầu nhìn Tô Du Du trong tay, khuôn mặt dữ tợn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh như băng. Lập tức, ông ta đột nhiên dùng sức, ném Tô Du Du ra giữa không trung, ngay sau đó ông ta ấp ủ một chưởng, chân khí phân bố khắp hai nắm đấm trên tay, nhanh chóng đánh ra. Ầm. Một chưởng này, khỏe mạnh vững chắc đánh vào bụng Tô Du Du, trực tiếp đánh bay cô bé lên, máu tung tóe lên trời cao. Chính là lúc này, cuối cùng cũng thành công rồi. Cùng lúc đó, Tô Thương thành công khống chế chìa khóa của Đông Phủ, trước tiên định lấy lại tinh thần. Kết quả lại nhìn thấy Tô Du Du đã bị thua, bị đoàn Tứ Hải một chưởng đánh bay. Du Du. Tô Thương hai mắt đỏ tươi, giận không kiềm được mà gào thét, lập tức liền bay lên trời,
đón nhận lấy Tô Du Du đang bay ngược lại. Vài giây sau, Tô Thương ôm Tô Du Du, vững vàng tiếp đất. Khoảnh khắc đó chân khí đã hao hết, Tô Du Du đã khôi phục lại hình dáng bình thường, hai mắt đã không đỏ nữa, mái tóc dài như thác nước cũng không còn dựng lên, khí tức kinh khủng toàn thân và sức mạnh này cũng hoàn toàn biến mất bạt vô âm tín. Tô Du Du bây giờ cũng chỉ là một cô gái nhỏ ngây thơ non nớt, có điều, khuôn mặt vốn dĩ như phấn điêu ngọc trác, giờ phút này lại vô cùng trắng bệnh. Học, học. Giờ phút này, Tô Du Du nằm trong ngực Tô Thương, trong miệng không ngừng phun ra máu, khí tức cực kỳ suy yếu, nhưng cô bé lại tự trách mình mà nói cha. Cha, thật xin lỗi, Du Du không đánh bại được người xấu ọc. Du Du. Tô Thương ôm thật chặt Du Du, nước mắt lập tức chảy ra, khóc nói, là cha không bảo vệ tốt cho con, thật xin lỗi con, tất cả đều là do cha sai rồi. Không, không trách cha được. Tô Du Du nhìn thấy Tô Thương khóc thút thít, liền đưa bàn tay nhỏ trắng nõn của mình, lau nước mắt cho Tô Thương, sau đó miễn cưỡng cười nói, cha đã rất lợi hại rồi, mẹ nói cho Du Du, cha là một công tử bột siêu cấp, không học hành không nghề nghiệp, bây giờ Du Du mới biết được, thì ra cha lại lợi hại như vậy. Con đã biết rồi, cha của Du Du chắc chắn không phải người như mẹ nói, cha của Du Du là một người mạnh mẽ. Tô Du Du ngày càng suy yếu, rõ ràng cực kỳ đau khổ, nhưng ở trước mặt Tô Thương, cô bé từ đầu đến cuối luôn giữ lại nụ cười, không muốn để cho cha mình nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của mình, tránh để cho cha thương tâm. Du Du. Tô Thương hạ giọng gào thét, sau đó hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói, con trước tiên đừng có nói gì nữa, ở chỗ này mà nhìn xem, cha sẽ đánh bại người xấu này cho con. Cha, nhanh chạy đi, cha không đánh lại ông ta. Tô Du Du mặt mũi tràn đầy lo lắng khuyên Tô Thương. Tin cha đi. Tô Thương lộ ra một nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng để Tô Du Du nằm xuống đất, sau đó đứng lên, ánh mắt nhìn vào Đoàn Tứ Hải, trong mắt chứa đầy sát ý, quát lên nói, ông tự ý xông vào nhà họ Tô, đả thương tất cả mọi người, bây giờ là đả thương Du Du, tôi muốn không chết không yên thân. Nói xong, Tô Thương liền từ trong vòng tay lưu trữ, lấy ra chìa khóa của Đông Phủ. Đồng thời đem chìa khóa của Đông Phủ ném giữa không trung. Bù. Sau đó, Tô Thương bắt đầu đưa chìa khóa của Đông Phủ nhập vào linh khí của mình. Ha ha. Đoàn Tứ Hải thấy thế, lại lơ đễnh, ánh mặt lộ ra một vẻ khinh miệt, cười lạnh lùng nói, chỉ là bại tướng dưới tay tôi mà thôi, còn dám mở miệng ngông cuồng sao, đúng là con vịt chết vì mạnh miệng, cũng được thôi, chính là lúc này, cậu. Đang nói. Đoàn Tứ Hải đột nhiên im lặng dừng lại, sắc mặt bỗng nhiên khó coi hơn, ánh mắt nhìn vào phía trên chìa khóa của Đông Phủ. Bởi vì ông ta mơ hồ nhận ra, vật này làm chính mình cực kỳ bất ổn. Hừm, lại đang làm cái quái gì thế, thật sự cho rằng loại này có thể đánh bại được tôi sao, thật nực cười. Mặc dù nói như vậy, nhưng Đoàn Tứ Hải thật sự sợ hãi, lập tức ngưng tụ một luồng chân khí, đánh giết về hướng Tô Thương. Chuẩn bị cắt ngang động tác của Tô Thương. Tô Thương không tránh né, mạnh mẽ đẩy chân khí này xuống, sau đó tiếp tục hướng bên trong chìa khóa của Đông Phủ rót nhập linh khí. Đáng hận. Đoàn Tứ Hải càng thêm hoảng loạn, liên tiếp ra tay không ngừng, vô số chân khí lần lượt bắn về phía Tô Thương. Phù. Tô Thương nhận hết toàn bộ, dưới cơ thể của anh ấy. Căn bản là chịu đựng không nổi, một chưởng tiếp theo đã làm anh ấy bị trọng thương. Bây giờ, anh ấy vẫn luôn giữ vững kiên trì, cuối cùng nhận ra, linh khí đưa vào cũng không khác biệt lắm. Tông chủ Vô Ảnh Tông, nhận lấy cái chết đi, Tô Thương nghiến răng nghiến lợi, hai tay bỗng nhiên đẩy ra. Ngay lập tức, chìa khóa của Đông Phủ bộc phát ra sức mạnh kinh hãi, cảnh trí xung quanh trang viên, toàn bộ nổ tung, còn chìa khóa của Đông Phủ. Cũng dùng tốc độ nhanh như chớp, tiến thẳng hướng Đoàn Tứ Hải. Đây là... Đoàn Tứ Hải giật nảy mình, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, biểu cảm đều biến sắc. Khủng khiếp! Đây là thứ gì vậy? Sao lại có thể phát ra năng lượng to lớn như vậy chứ? Đoàn Tứ Hải trong lòng run sợ, nhịn không được mà hít sâu một hơi, nhanh chóng ra tay chống cự, sử dụng toàn bộ sức mạnh, ngưng tụ ra một đường chân khí bình phong. Ngăn lại ở trước cơ thể mình.
Keng. Gần như là trong nháy mắt, chìa khóa của Đông Phủ liền dưới sự khống chế của Tô Thương, đánh vào trên lớp bình phong của đoàn tứ hải ngưng tụ, phát ra một tiếng kêu vang. Ngay sau đó, chân khí bình phong ở trước mặt đoàn tứ hải, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được nó bắt đầu vỡ ra. Ngay từ đầu, là một vết nứt như mạng nhện, nhưng chỉ sau vài giây đồng hồ, chân khí bình phong liền ầm vang vỡ vụn tán loạn. Cái gì? Đoàn tứ hải không thể tin được cảnh tượng trước mắt mình, phản ứng tiếp theo chính là chạy trốn. Nhưng mà không chờ ông ta hành động, chìa khóa của Đông Phủ lập tức phóng tới, trực tiếp xuyên thủng trái tim của ông ta. Sau một phút, ở trên ngực đoàn tứ hải, liền xuất hiện một cái cổ tay to giống như hang động, máu tươi lập tức phụt ra ngoài. Ách, tôi. Giờ phút này, đoàn tứ hải cúi đầu xuống, thấy được miếng vết thương của mình, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Trái tim bị xuyên thủng, ông ta phải chết không còn nghi ngờ gì nữa, cũng không thể có khả năng thứ hai. Mình thật sự phải chết sao? Tôi không cam tâm. Đoàn tứ hải phát ra một tiếng gào thét, sau đó liên tục ừng ực phun ra huyết thủy, cơ thể thẳng tắp ngã nhào xuống đất. Tông chủ Vô Ảnh Tông, cao thủ Thiên Tông, từ đây đã biến thành một cái xác. Du. Sau khi loại bỏ được đoàn tứ hải, Tô Thương quay người đi về phía Tô Du Du, đi lại tập tễnh, hơi thở cũng ngày càng gấp rút hơn, mí mặt lại cực kỳ nặng nề, cuối cùng cũng ngã xuống. Anh ấy, bị thương quá nặng rồi. Vốn dĩ, Tô Thương đã bị đoàn tứ hải đả thương, trong lúc nguy cấp, anh ấy đã thi triển bí thuật huyết tế, miễn cưỡng để nâng cao thực lực của mình. Lần này vẫn không phải là đối thủ của đoàn tứ hải như trước, nên lại lần nữa đã bị đoàn tứ hải làm cho trọng thương, tình trạng hấp hối. Sau đó, Tô Du Du đứng ra, thách đấu với đoàn tứ hải, Tô Thương có được một chút cơ hội để thở phào. Nhưng anh ấy không khôi phục vết thương, mà là tập trung tinh thần lên trên chìa khóa của Đông Phủ. Hơn nữa, lúc anh ấy huy động chìa khóa của Đông Phủ, lại tiếp nhận mấy lần tấn công của đoàn tứ hải. Những đòn tấn công đó, mỗi một đòn đều là chí mạng, có thể Tô Thương phải dựa vào nghị lực kinh khủng của mình, mới dáng chống cự được. Như bây giờ, toàn bộ linh khí bên trong cơ thể Tô Thương đều đưa vào bên trong chìa khóa của Đông Phủ, phản vệ của bí thuật huyết tế sớm đã đến, lại kết hợp với thương tích, anh ấy tất nhiên không thể gánh được. Đồng thời, Tô Thương vốn dĩ dịch dung thành Tô Huyền Thiên, nhưng vì linh khí đã hao hết, thuật dịch dung không có cách nào duy trì được, nên cũng tự khôi phục lại thành hình dáng cũ. Du Du. Sau khi ngã xuống đất, Tô Thương quan tâm đến an nguy của Tô Du Du, liền cắn chặt răng, chật vật nhìn vào Tô Du Du mà bỏ tới, động tác cực kỳ chậm chạp. Nhưng rất nhanh, anh ấy không thể kiên trì được nữa rồi, anh ấy nhắm mắt lại, hoàn toàn mất đi ý thức. Vù. Cùng lúc đó, sau khi tiêu diệt đoàn tứ hải, chìa khóa của Đông Phủ vốn dĩ đang lơ lửng giữa không trung, hóa thành một luồng ánh sáng, chui vào trong đầu Tô Thương. Ngay tại hiện trường, gần như yên lặng. Tất cả mọi người ở trang viên nhà họ Tô, đều đã ngã xuống đất. Khoảng mấy phút sau, Minh Chủ Liên Minh Cửu Môn Thiên Sơn Tuyết xuất hiện. Du Du, Tô Thương, Lý Nguyệt. Bác Tô, ông nội Tô. Thiên Sơn Tuyết sắc mặt nặng nề, sau khi kiểm tra một hồi, trong mắt lộ ra một vẻ bi thương. Lý Nguyệt không vấn đề gì, chỉ là bị thương, nghỉ ngơi một chút thì có thể khỏi hẳn. Bác Tô và ông nội Tô, hai người họ không nguy hiểm tính mạng, nhưng xương cốt vỡ vụn, chắc chắn không có khả năng hồi phục, sau này phải ngồi xe lăn. Du Du bài trừ phong ấn, bản thân bị trọng thương, nhưng cô bé lại thừa kế trăm năm công lực của bà nội mình, cơ thể khác với người bình thường, sau khi trở lại Liên Minh Cửu Môn, thì không quá hai tháng có thể khôi phục lại như ban đầu rồi. Còn về Tô Thương, ánh mắt Thiên Sơn Tuyết, nhìn vào trên người Tô Thương, một đôi mắt đẹp hiện ra một vẻ bi thương, nước mắt làm ướt hốc mắt, anh ấy khí huyết khô cạn, gân mạch đứt đoạn, lục phủ ngũ tạng tổn thương nghiêm trọng, thuốc hay châm cứu cũng vô dụng thôi, dù là mình mời điện chủ Dược Vương Điện Trương Khổ Mộc đến đây, cũng không có khả năng cứu được anh ấy. Bây giờ, hô hấp anh ấy gần như biến mất hoàn toàn, đã là một người chết, Đại La Thần Tiên cũng không cứu được nữa rồi. Tô Thương. Thiên Sơn Tuyết khóc,
ngồi xổm trước xác của Tô Thương, lần đầu tiên lấy ra mặt nạ trên mặt của chính mình, nước mắt như mưa, anh vì cái gì mà không kiên trì một chút, lần này tôi đến Giang Bắc, vẫn chưa chính thức gặp mặt anh mà. Tô Thương anh biết không, tôi vốn dĩ cũng không phải là người Giang Bắc, mà chính là thiếu minh chủ của Liên Minh Cửu Môn, mấy năm trước, tôi che giấu thân phận, lấy danh nghĩa là cháu gái họ hàng xa với gia tộc nhỏ nhà họ Giang, đi đến Giang Bắc, mục đích vì một tiên đoán, cố ý đến tiếp cận anh. Thực ra, buổi tối 5 năm trước đó, tôi có thể phản kháng, nhưng tôi không làm thế, bởi vì, tôi cùng anh nảy sinh quan hệ, chính là mục đích mà tôi đến Giang Bắc. Giang Tuyết Nhi nhìn thấy cơ thể đang dần phát lạnh của Tô Thương, hai mắt đẫm lệ, 5 năm sau, tôi mang theo con gái của anh đến Giang Bắc, vốn là muốn để con bé gặp mặt anh một lần, sau đó sẽ dần nó rời đi, vì không muốn có quá nhiều dây dưa với anh. Nhưng sau khi tôi biết anh chính là Tô Huyền Thiên, tôi mới hiểu được, thì ra tiên đoán năm đó lại chính là thật, môn chủ cũ của Thiên Cơ Môn không đoán sai, anh chính là người cứu Liên Minh Cửu Môn, vì thế tôi thay đổi chủ đích, định chờ thời cơ chín muồi mới cùng anh nói chuyện thẳng thắn, nói hết tất cả cho anh biết. Đáng tiếc quá, Tô Thương, tôi còn chưa kịp nói cho anh biết, anh đã rời khỏi thế giới này rồi. Thật xin lỗi, là tôi lừa anh, làm anh áy náy 5 năm trời. Thật xin lỗi. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, Liên Minh Cửu Môn vẫn còn chờ tôi và Du Du, chúng tôi không thể ở lại để tiễn đưa anh được, hãy để sự cố giữa chúng ta, vĩnh viễn niêm phong lại đi. Hẹn gặp lại. Vừa dứt lời, Thiên Sơn Tuyết nghẹn ngào lau đi nước mắt trên mặt, lập tức lau đi giọt nước mắt trên mặt, nhanh chóng ôm Tô Du Du, hình bóng lập lòe, biến mất trong đêm tối. Trước khi đi, Thiên Sơn Tuyết lại nhìn chăm chú Tô Thương thêm lần nữa, trong mắt đều là nỗi buồn bi thương. Nhưng Tô Thương đã là người chết, Du Du cũng cần phải về Liên Minh Cửu Môn để chữa trị nữa. Thiên Sơn Tuyết không có thời gian, cũng không muốn tham gia tang lễ của Tô Thương, nếu không thì sẽ càng thương tâm hơn. Mặc dù Thiên Sơn Tuyết đi rồi, nhưng cô ấy lại thông báo cho nhà họ Lý và Hoa Thời Mạc. Thiên Sơn Tuyết biết nhà họ Tô và nhà họ Lý có quan hệ rất tốt, nên để nhà họ Lý đến khắc phục hậu quả này. Còn về thông báo cho Hoa Thời Mạc, vì để trị thương cho mọi người nhà họ Tô, dù sao thì Hoa Thời Mạc cũng là thầy thuốc giỏi nhất Giang Bắc. Khoảng 20 phút sau, Lý Thuần Phong dẫn mọi người nhà họ Lý đi vào nhà họ Tô, đồng thời người cùng đi vào còn có Hoa Thời Mạc. Dưới sự chỉ đạo của Lý Thuần Phong, người làm nhà họ Lý đích thân xử lý chuyện của nhà họ Tô. Khi nhìn vào cơ thể Tô Thương, tất cả mọi người đều hiện lên một vẻ rất khổ sở, thật sự tiếc hận. Nhất là Lý Thuần Phong, ông ấy đã đem thông thần đan gia truyền cho Tô Thương, rồi tùy ý bỏ mặc Tô Thương vùng lên, ai ngờ được nhà họ Tô lại gặp biến cố lớn như vậy chứ. Hai, Khuê Võ, dù nói thế nào đi nữa, Tô Thương cũng là con rể của nhà họ Lý chúng ta. Bây giờ cha con nhà họ Tô bị thương nặng lại còn hôn mê, không quan tâm được hết, con đi tìm một cỗ quan tài tốt nhất, đồng thời tự tay chuẩn bị tang lễ, chờ khi cha con nhà họ Tô tỉnh lại rồi, để họ gặp nhau lần cuối, sau đó có thể hạ táng rồi. Lý Thuần Phong thở dài một hơi, bi thương mà nói. Vâng, Lý Khuê Võ ánh mắt phức tạp, liên tục nhìn Tô Thương đang nằm dưới đất, cũng cực kỳ khổ sở như thế, sau đó liền định đi làm quan tài. Khoan đã. Ai nói Tô Thương chết, tôi có thể cứu được cậu ấy. Đúng lúc này, Hoa Thời Mạc vẫn luôn trầm mặc, bỗng nhiên mở miệng, trong mắt tràn đầy tự tin, đồng thời từ trong ngực lấy ra một viên thuốc màu nâu. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, chẳng mấy chốc đã trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Tô Thương đều nằm trên giường, đến bây giờ cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. 3 ngày trước anh bị Đoàn Tứ Hải đánh trọng thương, thi triển bí thuật huyết tế, dùng hết tất cả linh khí, cuối cùng lấy chìa khóa của Đông Phủ giết chết Đoàn Tứ Hải. Mặc dù đã thành công giết chết đối thủ, nhưng Tô Thương cũng vì vết thương quá nặng, hơi thở thoi thóp, rơi vào hôn mê, chỉ còn một bước nữa là chết. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, Hoa Thời Mạc lấy ra đan dược cổ chân quý nhiều năm đưa cho Tô Thương ăn. Viên đan dược cổ này chính là thứ mà Nạp Lan Minh Chiết, con trai thứ ba của nhà Nạp Lan muốn có được. Để có được đan dược cổ, Nạp Lan Minh Chiết đã không ngần ngại lợi dụng hảo cảm của Hoa Thanh Đại đối với mình, muốn Hoa Thanh Đại ăn trộm viên đan dược này,
nhưng cuối cùng đã bị Tô Thương và Lý Nguyệt ngăn cản. Lúc đó Tô Thương hỏi về viên đan dược cổ này, Hoa Thời Mạc nói rõ rằng có thể đưa cho Tô Thương. Nhưng Tô Thương cảm thấy đan dược của người luyện võ quá thấp kém, không có tác dụng gì, bản thân tùy tiện luyện chế một viên đan dược cũng có thể vượt trội hơn so với thứ mà Hoa Thời Mạc coi như bảo vật. Vì vậy, Tô Thương cũng không nhận, từ chối lòng tốt của Hoa Thời Mạc, chưa từng nhận lấy đan dược cổ. Nhưng Tô Thương không ngờ rằng chính viên đan dược cổ này đã cứu mạng anh. 3 ngày trước, khí huyết của Tô Thương khô khốc, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương, ngay cả Giang Tuyết Nhi nhìn thấy tình trạng của Tô Thương cũng kết luận rằng anh nhất định sẽ chết, nên đã đau buồn rời khỏi Giang Bắc. Nhưng Tô Thương ở trạng thái này đã sống sót một cách thần kỳ sau khi ăn đan dược cổ của Hoa Thời Mạc, cơ thể anh cũng đang dần hồi phục. Ngay lúc này, trang viên nhà họ Tô, trong phòng, sắc mặt Tô Thương tái nhợt, hai mắt khẽ nhắm, nằm bất động trên giường. Lý Nguyệt ngồi ở mép giường nắm chặt tay Tô Thương, khuôn mặt xinh đẹp hơi tiều tụy. 3 ngày nay, cô luôn canh giữ ở bên cạnh Tô Thương, một tấc cũng không rời, chăm sóc Tô Thương rất chu đáo. Tô Thương, anh nhất định sẽ không sao, nhất định sẽ không. Lý Nguyệt tự lẩm bẩm một mình, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy kiên định. Cha con nhà họ Tô cũng đang ở trong phòng, còn có một ông già đứng bên cạnh, chính là Hoa Thời Mạc. Điều đáng nói là đêm đó cha con nhà họ Tô đã bị Thạch Hiên tra tấn đến xương cốt đứt đoạn. Tuy không bị thương ở bộ phận trọng yếu, nhưng từ nay về sau không thể đứng dậy được nữa. Ngay cả khi có Hoa Thời Mạc điều trị cũng không thể xoay chuyển trời đất, hiện tại thậm chí không thể ngồi trên xe lăn, chỉ có thể nằm trên cáng do hai người hầu nhà họ Tô khiêng. Nhưng bọn họ lo lắng cho sự an toàn của Tô Thương cho nên không màng tới đau đớn, cùng nhau đến thăm Tô Thương. Hoa Thần Y. Lúc này Tô Kiền Khôn hơi thở yếu ớt, nằm ở trên cáng, không nhịn được hỏi, rốt cuộc vết thương của Tô Thương như thế nào? Viên đan dược cổ kia của ông rốt cuộc có tác dụng hay không? Tô lão gia, ông yên tâm, thương thế của cậu ấy đã ổn định, huyết khí khô khốc đang hồi phục, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương cũng đã bình phục. Hoa Thời Mạc vuốt râu cười nhẹ, mọi người không cần lo lắng, sớm muộn gì Tô công tử cũng sẽ tỉnh lại. Nhưng tôi không thể chắc chắn thời gian chính xác, có lẽ sẽ tỉnh lại ngay sau đó, hoặc có thể sẽ mất 1 hoặc 2 tháng. Như vậy sao? Nghe vậy Tô Kiền Khôn thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười hiếm thấy, bây giờ tôi và thần binh đã bị tàn phế, Tô Thương là hy vọng duy nhất của nhà họ Tô, không thể xảy ra chuyện bất chắc, Hoa Thần Y, ông vất vả rồi, nếu không có ông, e rằng Tô Thương đã chết từ 3 ngày trước. Lão gia đừng khách khí. Tôi và Tô công tử. Hoa Thời Mạc nhìn Tô Thương nằm ở trên giường, trong mắt hiện lên một tia kính trọng. Đây chính là sư phụ của mình đấy, cho dù làm hết sức mình cũng phải cứu được sư phụ, nhưng những lời này lại không thể nói cho cha con nhà họ Tô biết. Hoa Thời Mạc mỉm cười, sau đó nói tiếp, tôi và Tô tử rất có duyên phận, cứu cậu ấy là chuyện nên làm. Hơn nữa, tôi chẳng qua chỉ lấy ra một viên đan dược mà thôi, Tô lão gia. Người mà ông thực sự phải cảm ơn chính là cô Lý Nguyệt. Hoa Thời Mạc nói tiếp, trong 3 ngày qua, cô Lý Nguyệt luôn canh giữ bên cạnh Tô công tử, lau người lại đổi thuốc, bận trước bận sau, không ngại cực khổ, những cô gái khác tuyệt đối không thể làm được như vậy. Hoa Thời Mạc cười nói. Lý Nguyệt. Ánh mắt của Tô Kiền Khôn dừng ở trên người Lý Nguyệt, cảm kích nói, đứa nhỏ này, cảm ơn sự hy sinh của cháu với Tô Thương. Ông nội Tô. Ông đang nói cái gì vậy? Cháu là vợ chưa cưới của Tô Thương, anh ấy là chồng của cháu chỉ làm những gì một người vợ nên làm trước thôi. Lý Nguyệt nhoẻn miệng cười, đôi mắt đẹp không hề rời khỏi thân thể Tô Thương, nghiêm túc nói, chỉ cần Tô Thương có thể tỉnh lại, cho dù cháu có làm nhiều hơn đi chăng nữa cũng đều xứng đáng. Được, đứa trẻ ngoan, đôi mắt Tô Kiền Khôn hơi ươn ướt khi nghe thấy điều này. Lý Nguyệt, thấy vậy. Tô thần binh ở bên cạnh thở dài nói, hai, có lẽ có một số việc Tô Thương không nói cho cháu biết, nhà họ Tô có lỗi với cháu, cô bé tên Du Du 3 ngày trước kia thật ra là con gái ruột của Tô Thương. Mẹ của cô bé là bạn thân trước đây của cháu, Giang Tuyết Nhi. Lý Nguyệt, có thể cháu sẽ rất tức giận khi biết tin này. Dù sao thì cháu cũng là vợ chưa cưới của Tô Thương, còn chưa có qua cửa mà Tô Thương đã sinh con với một người phụ nữ khác.
nhưng bác phải nói với cháu chuyện này. Tô Thần Binh nói tiếp, hiện giờ Tô Thương bị thương nặng hôn mê, sống chết còn chưa rõ, Lý Nguyệt, cháu có thể xem xét lại việc đính hôn với Tô Thương. Nếu cháu không muốn gả cho Tô Thương, nhà họ Tô chúng ta cũng sẽ không ép buộc cháu, bây giờ bác sẽ nói với bên ngoài, đơn phương phá vỡ hôn ước, bảo toàn thanh danh của cháu và nhà họ Lý. Bác Tô, Lý Nguyệt cảm xúc kích động nói, Tô Thương đã sớm nói cho cháu biết việc của Du Du, cháu biết Du Du là con gái của Tô Thương. Nhưng bác cũng quá coi thường cháu rồi, sao cháu có thể là loại phụ nữ bụng dạ hẹp hòi chứ? Cháu không những không tức giận, ngược lại rất vui mừng, bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, cháu thực sự thích Du Du. Nói xong câu nói cuối cùng, Lý Nguyệt đột nhiên đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, còn có, cháu không đồng ý hủy bỏ hôn ước, cả đời này cho dù chết cháu cũng không rời khỏi Tô Thương. Bởi vì đứng dậy vận động quá mức, cộng với việc Lý Nguyệt làm việc quá sức và ăn uống không theo quy luật trong mấy ngày nay nên lượng đường trong máu của cô xuống thấp, cơ thể lắc lư, suýt chút nữa đã té ngã. Hoa Thời Mạc vội vàng tiến lên, đỡ Lý Nguyệt, quan tâm nói, cô Lý Nguyệt, cô nên đi nghỉ ngơi đi, Tô công tử có tôi ở đây rồi. Lý Nguyệt, Tô Thần Binh nhìn Lý Nguyệt, trên mặt đầy xấu hổ nói, là bác Tô không đúng, bác Tô nói bậy, bác xin lỗi cháu, nhưng Hoa Thần Y nói đúng, cháu đã vất vả 3 ngày rồi, sức khỏe quan trọng, mau đi nghỉ ngơi đi. Cháu không muốn, Tô Thương không tỉnh lại, cháu sẽ không đi đâu cả. Lý Nguyệt kiên định nói. Đứa trẻ này, nghe lời, đi nghỉ ngơi trước đi. Nếu thân thể của cháu có vấn đề, sau này ai sẽ chăm sóc cho Tô Thương? Tô Kiền Khôn khuyên nhủ. Được rồi, nghe thấy câu này, Lý Nguyệt không kiên trì nữa, nhìn thoáng qua Tô Thương, âm thầm cầu nguyện cho Tô Thương, quay lại bước ra khỏi phòng. Thanh Đại, chăm sóc tốt cho cô Lý Nguyệt, Hoa Thời Mạc nhàn nhạt nói. Vâng ông nội, Hoa Thanh Đại đang đợi bên ngoài phòng, khi cô ấy nhìn thấy Lý Nguyệt đi ra, liền bước lên phía trước đỡ Lý Nguyệt. Hai người cùng nhau rời đi. Lão gia, Tô gia chủ, hai người cũng trở về nghỉ ngơi đi. Lúc này Hoa Thời Mạc nói, về phần thương thế của hai người, trên đời không có tuyệt đối, tôi sẽ tìm cách chữa khỏi cho hai người. Như vậy xin làm phiền Hoa Thần Y, cha con nhà họ Tô cảm ơn rồi được người hầu nhà họ Tô khiêng ra khỏi phòng. Bây giờ, chỉ còn lại Hoa Thời Mạc và Tô Thương đang hôn mê trong phòng. Sư phụ, ngài nhất định phải mau chóng tỉnh lại, còn có rất nhiều việc cần ngài xử lý. Hoa Thời Mạc nhìn Tô Thương, trong mắt toát lên sự nôn nóng. Cũng đúng lúc này, Tô Thương đã hôn mê 3 ngày, đột nhiên cử động ngón tay. Đau, Tô Thương có ý thức, phản ứng đầu tiên là đau, toàn thân trên dưới đều đau. Nhưng dù sao cũng là huyền thiên tiên đế, tu chân 100.000 năm, cũng đã trải qua loại đau đớn này rất nhiều. Hoa Thời Mạc, lúc này, Tô Thương mở mắt ra, thấy Hoa Thời Mạc ở bên cạnh, chậm rãi nói. Sư phụ, Hoa Thời Mạc lập tức vui mừng khôn xiết, trên khuôn mặt già nua toát ra vẻ mặt hưng phấn, vội vàng tiến lên, kích động nói, sư phụ, cuối cùng ngài cũng tỉnh. Tô Thương hữu khí vô lực, yếu ớt nói, đỡ tôi ngồi dậy. Vâng, Hoa Thời Mạc cung kính đáp lại, sau đó cẩn thận đỡ Tô Thương lên. Sau đó Tô Thương khoanh chân ngồi ở trên giường, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hơi thở vô cùng yếu ớt, lẩm bẩm nói, Lý Nguyệt. Trước đó, anh đã có một chút ý thức, nhưng nó quá yếu, yếu đến nỗi anh không thể mở mắt ra. Nhưng Tô Thương đã nghe rõ cuộc trò chuyện giữa Lý Nguyệt và cha con nhà họ Tô, trong lòng vô cùng xúc động. Trong cuộc đời này, có thể gặp được một người con gái sẽ không bao giờ rời xa mình cho đến khi chết quả thực là vô cùng may mắn. Tô Thương âm thầm thề, từ nay về sau sẽ đối xử với Lý Nguyệt bằng 100% sự chân thành, không bao giờ để Lý Nguyệt phải chịu bất cứ ấm ức nào. Ngay sau đó, ánh mắt Tô Thương dừng ở trên người Hoa Thời Mạc, nhàn nhạt nói, Hoa Thời Mạc, tôi hôn mê bao lâu rồi? Báo cáo sư phụ, đã 3 ngày. Hoa Thời Mạc cung kính trả lời. Ồ, 3 ngày, Tô Thương cau mày, sau đó hỏi, 3 ngày nay bên ngoài có tin tức gì truyền đến không? Không có, Hoa Thời Mạc lắc đầu, dường như muốn nói điều gì đó, lại muốn nói lại thôi. Tô Thương tự nhiên nhìn ra được, nhàn nhạt mở miệng nói, có chuyện thì nói thẳng. Vâng,
Hoa Thời Mạc ôm quyền đáp lại, quay đầu hỏi, sư phụ, tôi nghe Tô lão gia nói buổi tối 3 ngày trước, minh chủ Vô Ảnh Tông Đoàn Tứ Hải mang theo một thanh niên cảnh giới địa tông hậu kỳ đi vào trang viên nhà họ Tô, muốn hủy diệt nhà họ Tô. Vào thời khắc mấu chốt, Tô Huyền Thiên đã tiến lên, trực tiếp giết chết thanh niên địa tông hậu kỳ kia trong nháy mắt. Hành động này đã khiến Đoàn Tứ Hải tức giận, kết quả Tô Huyền Thiên bị Đoàn Tứ Hải đánh trọng thương. Sau đó, đám người Tô lão gia đã bị một lực lượng khổng lồ đánh ngất đi. Khi tôi và gia chủ nhà họ Lý nhận được tin tức chạy đến trang viên nhà họ Tô, minh chủ Vô Ảnh Tông Đoàn Tứ Hải đã bị giết rồi. Hoa Thời Mạc nhìn Tô Thương nói tiếp, sư phụ, tôi biết ngài chính là Tô Huyền Thiên, đêm đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì, ai giết Đoàn Tứ Hải? Là tôi, Tô Thương nói thật không chút che giấu. Cái gì, thật sự là ngài? Vẻ mặt Hoa Thời Mạc đầy kinh ngạc, lẩm bẩm nói, Đoàn Tứ Hải là minh chủ Vô Ảnh Tông, giang hồ đồn rằng ông ta đã đặt chân đến cảnh giới Thiên Tông. Ngài làm sao có thể là đối thủ của ông ta? Ngoài ra, không chỉ Đoàn Tứ Hải mà thanh niên cường giả mà Đoàn Tứ Hải mang đến cũng có cảnh giới rất cao. Theo như lời Tô lão gia nói, người nọ là địa tông hậu kỳ, sư phụ, ngài không phải là bán bộ địa tông sao, sao có thể hạ gục ông ta trong nháy mắt? Hoa Thời Mạc khó nén tò mò truy vấn. Ha ha, đó là trước đây. Bây giờ thực lực của tôi đủ để nghiền nát địa tông hậu kỳ. Cho dù là địa tông đỉnh phong cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của tôi. Tô Thương cười nhẹ nói, những trưởng lão của Vô Ảnh Tông đó đã bị tôi giết chết mấy người, chỉ có đại trưởng lão quy phục tôi, nguyện ý làm người hầu của tôi mới để lại tính mạng của ông ta. À, cái này, Hoa Thời Mạc hoàn toàn sửng sốt, kinh ngạc há to miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Ông ấy rõ ràng biết sư phụ của mình lúc đầu chỉ là cao thủ tông sư. Sau đó, khi Hoa Thời Mạc nghe tin sư phụ đã giết Nạp Lan Tổ, mới biết được sư phụ không phải mới bước vào cảnh giới tông sư. Sau đó nữa, Hoa Thời Mạc biết được sư phụ đang ở chợ đen cửu môn giết bán bộ địa tông, mới hiểu rõ hóa ra sư phụ là bán bộ địa tông. Khi đó ông ấy kết luận bán bộ địa tông chính là thực lực thực sự của sư phụ. Vì chuyện ở chợ đen cửu môn, Hoa Thời Mạc tìm người biết chuyện biết được sư phụ rất tốn công sức mới giết được Cát Bình cảnh giới bán bộ địa tông, cuối cùng thậm chí anh còn phải sử dụng bùa chú thượng cổ. Nhưng bây giờ, Hoa Thời Mạc đột nhiên biết được thực lực của sư phụ có thể sánh ngang với địa tông đỉnh phong, trong lòng ông ấy kích động không nói nên lời. Chấn động, quá chấn động. Hơn 20 tuổi, địa tông đỉnh phong, một tài năng đáng sợ như vậy quả thực nghe rợn cả người, truyền ra ngoài cũng chưa chắc đã có người tin tưởng. Nhưng Đoàn Tứ Hải đã là cường giả Thiên Tông, sư phụ là địa tông đỉnh phong, làm sao có thể giết được Đoàn Tứ Hải? Nhìn ra được nghi hoặc của Hoa Thời Mạc, Tô Thương nhàn nhạt nói, dùng hết át chủ bài thôi, cao thủ Thiên Tông cũng chỉ thường thôi. Sư phụ vô địch, trong lòng Hoa Thời Mạc cực kỳ chấn động, không khỏi quỳ rạp trên mặt đất, cung kính nịnh nọt. Được rồi, đứng dậy đi, Tô Thương vung tay lên, sau đó nhàn nhạt nói, tôi có một vấn đề muốn hỏi ông. Vâng, Hoa Thời Mạc đứng lên, cúi xuống, thận trọng nói, sư phụ, ngài hỏi đi. Tô Thương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, lúc ông tới trang viên nhà họ Tô, có nhìn thấy một đứa nhỏ trên mặt đất không? Sư phụ, ngài đang muốn nói đến con gái của ngài là Tô Du Du sao? Hoa Thời Mạc lắc đầu nói, không có, khi tôi đến đây với Lý gia chủ, cô Du Du đã không nhìn thấy rồi. Nghe thấy câu này, Tô Thương khẽ nhíu mày. Trước khi hôn mê, anh đã kiểm tra vết thương của Tô Du Du. Mặc dù Tô Du Du bị thương rất nặng nhưng cơ thể của Tô Du Du không giống bình thường, sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng. Như vậy thì, Tô Du Du đã đi đâu? Hoa Thời Mạc, Tô Thương trong lúc vội vàng đã động đến vết thương, rồi sau đó dò hỏi, ông và Lý gia chủ làm sao có thể biết trang viên nhà họ Tô có khác thường? Ai thông báo cho các ông đến? Là một người phụ nữ đeo mặt nạ hình con bướm. Cô ta chỉ để lại một câu rồi rời đi. Hoa Thời Mạc đang nói chuyện, dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lập tức nói thêm, sư phụ, lúc đó người phụ nữ đó hình như đang cõng một bé gái, bởi vì trời tối, hơn nữa cô ta đến và đi rất vội, tôi không nhìn rõ diện mạo của cô bé đó có thể là cô Du Du không? Người phụ nữ đeo mặt nạ con bướm,
Tô Thường rơi vào trầm tư, nhanh chóng có ấn tượng về người phụ nữ này, lẩm bẩm nói, Thiên Sơn Tuyết, minh chủ của Liên Minh Cửu Môn, đeo mặt nạ hình bướm. Hoa Thời Mạc, có phải người phụ nữ đó có hơi thở lạnh lùng, thực lực cao thâm khó đoán, tóc dài, dáng người cao gầy, mặc một chiếc váy trắng không? Đúng vậy, hình tượng giống như đúc với những gì sư phụ miêu tả. Hoa Thời Mạc nói tiếp, đặc biệt là thực lực của người phụ nữ đó, vô cùng khủng bố, ngày hôm qua Lý gia chủ còn thảo luận với tôi, nói rằng người phụ nữ đó là người mạnh nhất mà ông ta từng gặp. Lúc trước tôi không thể phát hiện ra thực lực của ông nội, nhưng bây giờ tôi có thể. Ông nội là địa tông hậu kỳ, mà ông nội Lý Thuần Phong có thực lực ngang hàng với ông nội. Nếu ngay cả ông ta cũng sợ hãi trong lòng, điều đó có nghĩa là thực lực của người phụ nữ đó thực sự rất mạnh mẽ. Tô Thương lẩm bẩm nói, với thực lực cường đại như vậy, cùng với hình tượng không khác lắm, người phụ nữ kia hẳn là Thiên Sơn Tuyết. Thiên Sơn Tuyết thông báo cho ông về tin tức của trang viên nhà họ Tô, có nghĩa là cô ta biết rất rõ ràng trang viên đã xảy ra chuyện gì. Vào đêm đó 3 ngày trước, cô ta 89 phần 10 đã tới trang viên nhà họ Tô. Cô ta đã đến đây. Khi ông nhìn thấy cô ta đang cõng một bé gái, Du Du lại biến mất không lý do. Cuối cùng, Tô Thường đưa ra kết luận, nghiêm mặt nói, là cô ta, nhất định là Thiên Sơn Tuyết đưa Du Du đi. Bây giờ, trong đầu Tô Thường tràn đầy nghi ngờ. Thiên Sơn Tuyết lại không biết Du Du, tại sao lại đem Du Du đi, cô ấy có mục đích gì chứ? Chẳng lẽ, là vì khống chế mình, để mình vì Liên Minh Cửu Môn mà nghe lệnh sao? Tô Thường suy nghĩ trăm đường cũng không có cách giải, vì thế quyết định sẽ không nghĩ đến chuyện này nữa. Định chờ vết thương của mình lành lại, đi tìm Thiên Sơn Tuyết hỏi cho rõ ràng. Bây giờ mà nói, mặc kệ Thiên Sơn Tuyết có mục đích gì, Du Du đều đã được an toàn. Hiện tại, mình vẫn đang bị thương nghiêm trọng, nên cần phải tĩnh dưỡng thật tốt, nếu không thì sẽ để lại di chứng, đến lúc đó sẽ cực kỳ phiền phức. Nghĩ đến đây, Tô Thương liền quên đi tất cả, bắt đầu quan sát bên trong cơ thể của mình. Ngay sau đó, Tô Thường kinh ngạc phát hiện, lục phủ ngũ tạng của mình, cũng đang nhanh chóng tự lành lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Tô Thường vui vẻ trong lòng, sau đó ánh mắt nhìn vào Hoa Thời Mạc, thản nhiên nói, Hoa Thời Mạc, vết thương trên người tôi, là do ông chữa trị sao? Thưa sư phụ, chưa nói đến chuyện chữa trị, vết thương của cậu thật sự quá nặng rồi, tôi thật sự cũng bất lực. Hoa Thời Mạc lộ ra một nụ cười khổ sở. Lập tức bổ sung nói, chẳng qua là tôi có một viên cổ đan dược, cái này cậu cùng đã biết đến, tôi từng muốn đưa nó cho cậu, nhưng cậu không cần. 3 ngày trước, tôi nhìn thấy cậu hấp hối, sắp chết đến nơi rồi nên tự mình làm chủ, để cậu nuốt cổ đan dược. Hoa Thời Mạc cười nói tiếp, sư phụ, cậu bây giờ cảm thấy thế nào? Rất tốt, cứ phát triển theo đà này, tôi rất nhanh chóng có thể khôi phục đỉnh phong rồi. Tô Thương gật gật đầu, sau đó tự chế giễu cười nói, là tôi đã xem nhẹ viên cổ đan dược kia, tôi vốn tưởng rằng cái gọi xương cốt của người chết, chỉ là một trò lừa bịp, không ngờ rằng thật sự có hiệu quả như thế. Hoa Thời Mạc, lần này may mắn mà có ông, cảm ơn ông, nếu không phải có ông thì chỉ sợ rằng tôi đã biến thành một cái xác chết rồi. Tô Thương cảm kích nói, sư phụ, cậu quá khách sáo rồi, đây đều là chuyện tôi nên làm mà. Hoa Thời Mạc được khen ngợi trả lời lại. Tô Thương nhẹ nhàng gật đầu, lập tức nói, bây giờ tôi còn khá yếu, không có cách nào mà truyền thụ phần còn lại của cửu chuyển hồi xuân châm cho ông được. Hay thế này đi, chờ tôi khỏe hẳn, tôi sẽ đem cửu chuyển hồi xuân châm, toàn bộ đều truyền thụ cho ông. Hoa Thời Mạc cực kỳ vui mừng, vội vàng chắp tay nói, cảm ơn sư phụ. Không cần khách khí. Tô Thương lộ ra một nụ cười. Sau đó hỏi, vết thương của ông nội và cha tôi thế nào rồi? Thưa sư phụ, Tô lão gia với Tô gia không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng xương cốt vỡ vụn, chỉ sợ. Hoa Thời Mạc lộ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi. Tôi biết rồi. Tô Thường gật đầu giống như đã hiểu, sau đó nói tiếp, Hoa Thời Mạc, ông cầm theo giấy bút đến đây, tôi viết ra một đơn dược liệu, ông giúp tôi đi thu thập lại, gom góp tất cả những dược liệu này. Tôi chắc chắn có thể khiến cha và ông nội hồi phục như lúc ban đầu. Cái gì, xương cốt đã nát còn có thể khôi phục lại sao?
Hoa Thời Mạc đột nhiên giật mình, nhưng ông ấy đối với khả năng của Tô Thương, thì không chút nghi ngờ gì, lập tức liền rời khỏi phòng. Khi Hoa Thời Mạc quay lại lần nữa, trong tay mang theo rất nhiều giấy bút, cung kính đưa cho Tô Thương. Tô Thương nhận lấy giấy bút, viết ra hơn 30 loại dược liệu. Lần này, tình hình của cha và ông nội, khác với lần trước cha bị Cát Bình tra tấn. Lúc đó, Cát Bình chỉ là cắt ngang xương cốt vùng then chốt của Tô Thần Binh mà thôi, xương cốt đứt gãy, cũng không phải là vỡ vụn. Nhưng lần này thì khác, xương cốt của Tô Thần Binh và Tô Kiền Khôn đều đã vỡ nát, không có cách nào mà khỏi hẳn được. Còn bây giờ, cách duy nhất là làm cho xương phát triển trở lại để thay thế các xương trước đó. Tô Thương viết ra phương thuốc, chính là phương thuốc tái tạo lại xương cốt, sinh cốt đan. Nếu có thể gom góp được dược liệu, Tô Thương ra tay luyện chế sinh cốt đan thì cha và ông nội nhất định là thể trở thành người bình thường. Cầm lấy đi, cần nhanh chóng tìm đủ tất cả dược liệu trên đây, nếu thời gian trì hoãn càng lâu, thì tác dụng đối với ông nội và cha lại càng thấp. Tô Thương dặn dò. Vâng. Hoa Thời Mạc lấy đơn dược liệu trong tay, tỉ mỉ quan sát một chút, sau đó cười khổ nói, sư phụ, trong 32 loại dược liệu này, thì có 31 loại mặc dù hiếm thấy, nhưng ở chợ đen cửu môn có thể tìm mua được, đơn giản chỉ là dùng nhiều tiền một chút mà thôi, mấy năm nay tôi gom góp được khá nhiều tiền, hoàn toàn có thể vì cậu mà mua lại. Thế nhưng, trong này có Mai Huyền Vũ ngàn năm, cực kỳ quý hiếm, chợ đen cửu môn chưa chắc đã có. Huyền Vũ, một trong 4 thần thú thượng cổ, có hình dáng giống con rùa. Hoa Thời Mạc dò hỏi, sư phụ, có thể dùng loại dược liệu khác được không, để thay thế Mai Huyền Vũ ngàn năm? Không được. Tô Thương lắc đầu nói, loại khác hoàn toàn có thể được thay thế, duy nhất chỉ có Mai Huyền Vũ ngàn năm là không thể, đây là dược liệu chủ đạo, loại khác chỉ là phụ dược mà thôi. Là như thế sao? Vẻ mặt Hoa Thời Mạc lộ ra vẻ khó xử, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền mở miệng nói, sư phụ, thật ra là tôi biết nơi nào có Mai Huyền Vũ. Ở đâu? Tô Thương hỏi. Dược Phương Điện. Hoa Thời Mạc chân thành nói, Dược Phương Điện có một cái kho dược liệu, bên trong thu thập được tất cả những dược liệu trên trái đất này. Hơn nữa, nếu như trong kho dược liệu không có Mai Huyền Vũ ngàn năm chỉ cần điện chủ Trương Khổ Mộc mở lời, bất kể là hiếm thấy, bất kể là chân quý bao nhiêu, đều sẽ có người chắp tay đưa đến. Hoa Thời Mạc không chịu nổi mà nói, đúng lúc đại hội thầy thuốc sắp diễn ra ở Giang Bắc, sư phụ, cậu không phải muốn tham gia đại hội thầy thuốc sao, đồng thời muốn tranh cử chức vị trưởng lão nữa, có lẽ chúng ta có thể ra tay từ Dược Phương Điện, chắc chắn có thể có được Mai Huyền Vũ. Dược Phương Điện. Tô Thương lúc này mới nhớ, có một đại hội thầy thuốc gì đó, liền hỏi, Hoa Thời Mạc, đại hội thầy thuốc lúc nào diễn ra? Tối ngày mai, địa điểm tại một trang trại ở ngoại ô phía Bắc, Vân Sơn Trang. Hoa Thời Mạc trả lời. Được, tôi sẽ tham gia. Tô Thương nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Bây giờ, Thạch Hiên ở vùng núi Tế Trời, cùng với tông chủ đoàn Tứ Hải của Vô Ảnh Tông, đã cùng nhau chết ở Giang Bắc. Chuyện này chắc chắn không giữ được quá lâu, nhất định sẽ nhanh chóng lan truyền ra ngoài, đến lúc đó nhà họ Tô sẽ trở thành mục tiêu tấn công, rất có khả năng gặp phải chuyện trả thù. Vì kế hoạch hôm nay, đành phải tìm kiếm một ngọn núi to lớn mà dựa vào, chỉ có như thế, mới có thể bảo vệ vững vàng được nhà họ Tô. Mà Dược Phương Điện, chính là nơi có thực lực này, Tô Thương lúc trước đã dự định rồi, nhất định phải đem Dược Phương Điện trói vào cỗ xe của nhà họ Tô. Được, Hoa Thời Mạc, ông lui xuống trước đi, tôi muốn hồi phục vết thương đã, trong lúc này, không cho phép bất kỳ ai quấy rầy tôi, tất cả mọi chuyện, cũng chờ tôi ra, sau này hãy nói. Lúc này, Tô Thương dặn dò nói. Vâng. Hoa Thời Mạc cung kính trả lời, sau đó liền đi ra khỏi phòng của Tô Thương. Sau đó, Tô Thương ngồi khoanh chân, hai mắt khép hờ, đột nhiên vận chuyển cửu u trấn ngục quyết, tăng tốc độ hấp thu cổ đan dược trong cơ thể. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, lâu nhất là tối mai, vết thương của anh ấy chắc có thể hoàn toàn hồi phục. Hơn nữa, lần này đi qua trận đại chiến, lại thêm dược liệu tuyết liên 5.000 năm, Tô Thương nắm chắc được việc đặt chân đến luyện khí tầng thứ 8.
Đến lúc đó, cầm trong tay chìa khóa của Đông Phủ, Tô Thương đối mặt với người luyện võ cường đại Thiên Tông, cũng có sức đánh một trận. Thời gian tiếp theo, Tô Thương vẫn luôn đợi ở trong phòng, linh khí xung quanh phun trào. Sau khi khôi phục thực lực được một chút, anh ấy liền sắp xếp một vòng kết giới, ngăn cách linh khí chập chờn, không để người khác phát hiện. Sau đó, Tô Thương lại bố trí một tụ linh trận, dùng để tăng tốc độ hấp thu linh khí. Với cảnh giới bây giờ của anh ấy, tốc độ bố trí tụ linh trận cực kỳ nhanh, vài phút thì có thể giải quyết xong rồi. Vốn dĩ, trên người Tô Thương có khoảng chừng 100 viên đá năng lượng, là của Đồng Văn Thắng tặng cho. Buổi tối 3 ngày trước, Tô Thương lừa gạt Hứa Sơn Cư, kết quả là lại lấy được hơn 1.000 viên đá năng lượng. Vì thế, Tô Thương bây giờ căn bản không phải lo đá năng lượng không đủ dùng. Ước tính sơ bộ rằng, nếu như hấp thụ toàn bộ số đá năng lượng này, có lẽ cũng vô pháp trúc cơ, còn chuyện đặt chân lên luyện khí tầng thứ 9, là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Có điều, mặc dù Tô Thương rất gấp gáp để trở nên mạnh hơn, nhưng lại không muốn đốt cháy giai đoạn, nếu chèn ép sức mạnh của mình quá sớm, thì đối với việc tu luyện sau này sẽ cực kỳ có hại. Lần đóng cửa tu luyện này, mục tiêu của anh ấy rất đơn giản, vừa là chữa lành vết thương, đồng thời cũng để đặt chân lên luyện khí tầng thứ 8. Chấm chấm chấm. Giờ phút này. Vùng núi Tế Trời, chân núi Thái Sơn. Một người đàn ông trung niên mặc trang phục cẩm y vệ, đứng chắp tay, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc. Ông ấy chính là con trai trưởng của Sơn chủ Thái Sơn, Thạch Vân Phi, cũng là cha của Thạch Hiên. Lúc này, Thạch Vân Phi thản nhiên mở miệng, dò hỏi, cha được hành tung của Hiên Nhi chưa? Thưa ông chủ, thiếu gia Thạch Hiên lần cuối cùng xuất hiện, hình như là ở Giang Bắc, từ đó về sau thì không có chút tin tức nào nữa. Người hầu bên cạnh cung kính trả lời. Thạch Vân Phi nhíu mày nói, Hiên Nhi đến Giang Bắc làm gì chứ? Thiếu gia Thạch Hiên hình như phát hiện được một chí bảo, lần gặp mặt gần nhất chính là cùng với tông chủ Vô Ảnh Tông Đoàn Tứ Hải, hình như là tính toán muốn có được chí bảo kia. Người hầu này nói thêm, sở dĩ thiếu gia Thạch Hiên liên hệ với Đoàn Tứ Hải, là vì món chí bảo kia đã bị đại trưởng lão Vô Ảnh Tông nhanh chân hơn lấy đi trước rồi. Thiếu gia Thạch Hiên nhờ Đoàn Tứ Hải ra tay, để lấy được chí bảo thì điều kiện tiên quyết là không được kinh động đến đại trưởng lão Vô Ảnh Tông. Để tránh trường hợp cá chết rách lưới, hủy đi món chí bảo kia. Hóa ra là như vậy. Thạch Vân Phi đầu tiên là gật đầu, sau đó hỏi, món chí bảo kia là cái gì? Tiểu nhân không biết, nhưng nhìn biểu cảm của thiếu gia Thạch Hiên thì món chí bảo kia chắc chắn là cực kỳ quý báu. Người hầu nói tiếp, ông chủ, ông không cần phải lo lắng đâu, đại trưởng lão Vô Ảnh Tông Hứa Sơn Cư, chỉ là địa tông đỉnh phong mà thôi. Thiếu gia Thạch Hiên có lẽ không phải đối thủ của ông ta, nhưng Đoàn Tứ Hải đã đặt chân đến Thiên Tông rồi, để đối phó với Hứa Sơn Cư thì dễ như trở bàn tay. Nếu không phải thiếu gia Thạch Hiên đặc biệt coi trọng chí bảo, không muốn chí bảo có một chút gì tổn hại, thì sớm có thể đã liên kết với Đoàn Tứ Hải, cưỡng ép cướp đi chí bảo rồi. Thạch Vân Phi nghe nói như thế, liền thấy nhẹ nhõm hơn, sau đó nói, Đoàn Tứ Hải là cha của đồ đệ tôi. Tôi với ông ta, cũng được tính là anh em đồng môn, ông ta cũng đáng tin cậy. Có điều Hiên Nhi cũng đã 3 ngày không có tin tức gì rồi, điện thoại cũng không gọi được, bạt vô âm tín. Thạch Vân Phi mở miệng nói, Kim Khuê, cậu đi Vô Ảnh Tông một chuyến, để xem có chuyện gì xảy ra, nếu Hiên Nhi vẫn chưa đạt được món chí bảo kia, cũng không cần phải lề mề chậm chạp gì nữa, tìm cơ hội giết chết cái tên đại trưởng lão gì đó đi. Trăm tông hội võ chỉ một thời gian ngắn nữa là bắt đầu rồi, nó không có quá nhiều thời gian để lãng phí đâu. Trăm tông hội võ lần này, vùng núi giữa núi và biển và vùng núi nơi thâm sâu vân vụ đều gần như có rất nhiều thiên tài trẻ tuổi, vùng núi Tế Trời của chúng ta nhất định phải đưa ra một địa tông đỉnh phong, tuyệt đối không thể bị thua, nếu không thì sẽ mất hết thể diện của vùng núi Tế Trời. Thạch Vân Phi khẽ cười nói, sau khi thuyết phục một hồi, cha tôi đã quyết định. Ban cho Hiên Nhi một cơ hội lớn, nếu như Hiên Nhi nắm được cơ hội lần này, thực lực đạt đến địa tông đỉnh phong, thì rất dễ dàng, thậm chí là có thể chạm đến ngưỡng cửa Thiên Tông. Vâng. Vậy thì tiểu nhân sẽ đi đến Vô Ảnh Tông, thúc giục thiếu gia Thạch Hiên nhanh chóng trở về. Người hầu Kim Khuê cung kính trả lời.
Thạch Vân Phi khoát tay nói, đi đi. Tuân lệnh. Kim Khuê chắp tay, lập tức quay người biến mất. Trăm tông hội võ, ha ha, Hiên Nhi, lần này con nhất định phải biểu hiện cho tốt một chút nhé. Sau khi nhìn Kim Khuê rời đi, Thạch Vân Phi lộ ra một nụ cười, nếu con có thể thay vùng núi tế trời này thắng được cuộc tranh tài, nhất định sẽ nhận được sự ưu ái của Sơn Chủ, đến lúc đó, chi của chúng ta cũng được xem như nở mày nở mặt rồi, không cần nhìn sắc mặt của lão nhị rồi. Sơn Chủ Thái Sơn, có hai trai một gái. Thạch Vân Phi, là con trai trưởng trong nhà, theo lý thuyết thì có tư cách thừa kế chức vụ Sơn Chủ. Nhưng thiên bẩm tu luyện của ông ta, mặc dù vượt qua đại đa số người bình thường khác, nhưng lại không bằng con trai thứ hai của Sơn Chủ. Vì thế, Sơn Chủ Thái Sơn đối với lão nhị cực kỳ ưu ái, giống như định cố ý đem vị trí của mình để truyền cho lão nhị. Điều này khiến cho nội tâm Thạch Vân Phi cực kỳ khó chịu, rõ ràng mình mới là con trai trưởng, con của mình là Thạch Hiên mới là cháu trai trưởng của Sơn Chủ Thái Sơn, tại sao lại để cho lão nhị tiếp quản Thái Sơn chứ? Nhưng Sơn Chủ Thái Sơn, ở vùng núi tế trời này lại có quyền lên tiếng hoàn toàn, lời ông ta nói cũng chính là quyền uy, không ai dám làm trái quyết sách của Sơn Chủ. Vùng núi tế trời rất đông trưởng lão hộ pháp, tất nhiên nhìn ra được Sơn Chủ ưu ái lão nhị như thế, nên liền liên tục nịnh nọt, từ đó không thèm để ý đến người anh Thạch Vân Phi. Cho đến nay, địa vị của Thạch Vân Phi ở vùng núi tế trời đều tương đối khó xử. Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Ông ta dồn hết tâm tư, đau khổ cầu khẩn, Sơn Chủ Thái Sơn cuối cùng cũng quyết định cho Thạch Hiên một cơ hội tốt. Hiên Nhi, Sơn Chủ đã nhìn chúng con rồi, con tuyệt đối đừng để cha thất vọng nhé. Nhắc đến Thạch Hiên, khuôn mặt Thạch Vân Phi lộ ra một vẻ rất tự hào và đầy kỳ vọng. Con trai của ông ấy có nhiều, nhưng Thạch Hiên là người có tư chất tốt nhất. Vì thế, Thạch Vân Phi đối với Thạch Hiên cực kỳ ưu ái, có dược liệu tốt hay bảo bối gì. Toàn bộ đều đưa cho Thạch Hiên. Thạch Hiên cũng nhờ vào đó mà mới 25 tuổi đã đặt chân đến địa tông hậu kỳ. Thiên phú như thế, ở vùng núi tế trời là thiên tài trẻ tuổi số 1. Nếu không thì Sơn Chủ Thái Sơn cũng sẽ không quyết định cho Thạch Hiên một cơ hội lột xác như vậy. Lão nhị, đợi Hiên Nhi thay vùng núi tế trời này đánh bại đông đảo những thanh niên cao thủ, đạt được vinh quang cao nhất, tôi xem ông có dám ở trước mặt tôi phách lối nữa không? Nghe nói Đa Bảo Các hôm nay có một buổi đấu giá, không biết có món đồ thích hợp với Hiên Nhi hay không, mình phải đi xem thử, nếu có, dù là khuynh gia bại sản cũng phải lấy bằng được. Thạch Vân Phi cười lạnh hai tiếng, lập tức thân thể cũng biến mất. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, Hoàn Nam, Cửu Phong Sơn. Nơi đây dãy núi bao quanh, có 9 ngọn núi cực kỳ dễ thấy, cao vút trong mây, to lớn mạnh mẽ. Nơi này chính là tổng bộ liên minh cửu môn, mỗi một ngọn núi đều đại diện cho một tông môn, hỗ trợ lẫn nhau. Nằm lọt trong đỉnh núi cao nhất có một tòa nhà lớn màu trắng đen xen kẽ nhau, ngói đen, vách hồng, tường đầu ngựa, kiểu kiến trúc Huệ Châu điển hình. Lúc này, một bé gái 4 tuổi đang núp ở bên hiên giữa sân trong đình viện khóc thút thít. Bé gái này không phải là ai khác, mà chính là Tô Du Du. Vết thương của cô bé mặc dù nặng, nhưng cơ thể cô bé lại không giống bình thường, qua 3 ngày tĩnh dưỡng, đã khỏi hẳn rồi. Bây giờ, Tô Du Du từ chỗ Thiên Sơn Tuyết biết được tin Tô Thương đã chết, trong lòng cực kỳ bi thương, nước mắt như mưa, hình dáng nhỏ bé làm người khác cực kỳ thương yêu. Lúc này, một bé trai mặc trang phục màu xanh đi đến, cũng 4 tuổi như thế, cơ thể cao khoảng 1m2, mặc bộ võ phục cổ trang trông cực kỳ khỏe khoắn. Cậu bé có khuôn mặt đẹp trai, tóc dài đuôi sam, có một băng quấn đầu, cực kỳ hợp với trang phục của cậu bé. Bé trai đứng bên cạnh Tô Du Du, khuôn mặt đẹp trai lộ ra một vẻ khinh thường, thản nhiên nói, em gái, em khóc cái gì mà khóc, không phải mẹ đã nói rồi sao, cái người tên Tô Thương đó không học hành không nghề nghiệp, là một công tử bột siêu cấp, ông ta vốn không xứng đáng làm cha, chết cũng đã chết rồi. Em gái. Cậu bé này vậy mà lại gọi Tô Du Du là em gái. Tô Tinh Hà. Lúc này Tô Du Du mới ngẩng đầu, khóc lóc nói, anh im đi, anh không được nói xấu cha, cha không có ăn chơi, cha là siêu cấp cao thủ. Ha ha, Tô Du Du,
anh đâu có nói lời này, là mẹ nói mà. Cậu bé tên Tô Tinh Hà khoanh tay cười khẩy nói, hơn nữa, siêu cấp cao thủ cái khỉ gì, còn chả bảo vệ được con gái. Anh nghe mẹ nói rồi, 3 ngày trước ở Giang Bắc, phong ấn của em đã giải trừ 1 lần, lại còn bị thương nặng như vậy. Tô Tinh Hà bĩu môi nói, nếu anh đoán không sai, em vì bảo vệ tên vô dụng Tô Thương kia cho nên mới giải trừ phong ấn đúng chứ? Đúng là rác rưởi, lớn như vậy còn cần con gái bảo vệ. Tô Du Du, loại người này sao xứng làm cha chúng ta chứ? Tô Tinh Hà khinh bỉ nói, lúc trước anh đã khuyên em là đừng đi Giang Bắc, cũng đừng gặp ông ta, mà em hết lần này tới lần khác không nghe. Nếu không phải lần này mẹ tới kịp thì e rằng em đã mất mạng rồi. Tô Tinh Hà, em không cần anh quan tâm. Tô Du Du nghiến răng nghiến lợi nói, anh có biết cha tốt đến mức nào không, cha sẽ bế em, kể chuyện cho em nghe, làm bữa sáng cho em, anh đã được đối đãi như vậy chưa? Anh! Gương mặt nhỏ nhắn của Tô Tinh Hà nghẹn đến đỏ bừng, lập tức bĩu môi nói, xí, thế có gì tốt, anh mới không thèm. Nói chung, đồ vô dụng Tô Thương không có tư cách làm cha anh. Anh là đồ vô dụng, anh mới là đồ vô dụng. Tô Du Du bị chọc giận, đứng lên nắm chặt nắm đấm, hung dữ đe dọa, Tô Tinh Hà, nếu anh còn dám nói thêm một câu không hay về cha nữa, em sẽ đánh anh đó. Tô Du Du, em phách lối cái gì, nếu không phải em nhận được công lực 100 năm của bà nội thì anh cũng chẳng sợ em đâu. Mặc dù giọng điệu Tô Tinh Hà cứng rắn, nhưng có thể thấy rõ cậu bé có chút chột dạ. Hừ, tôi phách lối thế đấy thì sao? Tô Du Du đi tới chỗ Tô Tinh Hà, thở phì phò nắm lấy cổ áo Tô Tinh Hà, sau đó chuẩn bị ra tay. Ấy, đừng! Tô Tinh Hà thấy Tô Du Du muốn đánh thật, nhất thời sợ hãi. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, vội vàng cầu xin tha thứ, em gái, em đừng đánh anh, cùng lắm thì sau này anh không nói Tô Thương là đồ vô dụng nữa. Thế còn được. Tô Du Du buông cổ áo Tô Tinh Hà ra, lập tức hung dữ nói, đừng có gọi tôi là em gái, Tô Tinh Hà, chúng ta là sinh đôi, nhưng em sinh ra trước, anh phải gọi em là chị gái. Nói láo. Tô Tinh Hà không vui, cắn răng nói, rõ ràng anh đi ra trước. Em là em gái, anh là anh trai. Anh nói ai nói láo? Em đó. Hử, Tô Du Du nhíu mày, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Tinh Hà một cái. Á, em, là em nói láo. Tô Tinh Hà sợ hú hồn, nhanh chóng lùi về sau mấy bước, dùng giọng điệu cầu xin tha thứ nói chị gái, chị không được đánh em đâu, em là em trai ruột đáng yêu của chị. Nếu lỡ chị đánh em bầm dập xấu xí sau này em không tìm được vợ thì làm sao? Phụt! Tô Du Du nghe vậy nhìn không được cười thành tiếng, bĩu môi nói, Tô Tinh Hà, em mới bây lớn mà đã muốn tìm vợ rồi à, không thấy xấu hổ hả? Xí, chuyện này có gì đáng xấu hổ đâu, đàn ông tìm vợ là chuyện thường tình mà. Tô Tinh Hà ngẩng đầu ưỡn ngực, trịnh trọng nói, hơn nữa, Tô Du Du, vốn dĩ chị không hiểu khổ tâm của em. Em tìm vợ không phải vì bản thân, mà em tìm là vì mẹ. Mẹ chăm sóc hai chúng ta quá vất vả, ngày nào cũng đều giặt quần áo nấu cơm cho chúng ta, em đau lòng lắm. Tô Tinh Hà ngay thẳng nói, em đã suy nghĩ kỹ rồi, chờ sau này khi em lớn lên em sẽ cưới 18 cô vợ, để cho các cô ấy giặt quần áo, nấu cơm, quét nhà lau bàn, thế thì mẹ sẽ không vất vả như vậy nữa. Tô Du Du, chị đối xử với em tốt chút đi. Sau này em sẽ bảo vợ em giặt quần áo cho chị, còn bảo các cô ấy nấu ăn ngon cho chị. Tô Tinh Hà nghiêm túc nói. Xì, chị mới không thèm. Tô Du Du bĩu môi, sau đó nhớ tới Tô Thương, mới vừa vui vẻ được một lát đã lại buồn bã, nếu có cha ở đây thì tốt rồi. Vừa nói xong, Tô Du Du lập tức nghẹn ngào, hốc mắt hơi ướt, nước mắt tuôn trào. Tô Du Du, con gái mấy chị thật là, động một chút là khóc. Phải chi bà nội truyền công lực 100 năm cho em là được rồi. Tô Tinh Hà thấy Tô Du Du khóc thì khinh bỉ bĩu môi, nhưng không dám nói ra suy nghĩ trong lòng vì sợ bị đánh, chỉ dám nhỏ giọng lẩm bẩm, chả biết Tô Thương kia có cái gì tốt. Tô Tinh Hà, em nói xem cha có còn sống hay không? Tô Du Du chợt ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nghẹn ngào nói, sao chị cứ luôn cảm thấy cha vẫn chưa chết?
chắc chắc ông ta chết rồi, mẹ sẽ không lừa chúng ta đâu. Tô Du Du, chị đừng nghĩ đến ông ta nữa, cứ coi như ông ta không tồn tại. Tô Tinh Hà không hề quan tâm Tô Thương, nhưng thấy Tô Du Du đau lòng, trong lòng cậu bé cũng không thoải mái, vì thế chuyển đề tài, Tô Du Du, chị nói cho em nghe với, ở thành phố chơi vui không, mấy ngày nay chị ở Giang Bắc chơi gì vậy? Vui lắm. Tô Du Du vừa lau nước mắt, vừa nhớ lại những chuyện khi ở cùng Tô Thương, trong thành phố có rất nhiều đồ ăn ngon, có cả khu vui chơi. Cha dẫn chị tới khu vui chơi, chị đã chơi vòng xoay ngựa gỗ nè, chơi đu quay, với cả xe lửa nhỏ nổi tiếng trên mạng nữa. Pla pla pla, Tô Du Du nói không ngừng, nước mắt cũng theo đó tuôn trào. Có điều Tô Tinh Hà không nhìn thấy nước mắt của Tô Du Du, mà bị thành phố trong miêu tả của Tô Du Du hấp dẫn. Thì ra thành phố vui như vậy. Đôi mắt nhỏ của Tô Tinh Hà chuyển động, không khỏi xúc động, không biết đang tính toán cái gì. Dưới mái hiên cách đó không xa. Thiên Sơn Tuyết mặc váy trắng, tháo mặt nạ ra nhìn hai đứa nhỏ cạnh sân vườn, nhất là Tô Du Du. Mà hốc mắt cô ta cũng ẩm ướt. Tô Thương, tính toán thời gian thì chắc bây giờ anh cũng đã được chôn cất rồi đúng chứ? Anh cứ yên tâm, dù anh đã chết nhưng ở trong lòng tôi, anh vẫn luôn còn sống, tôi sẽ lấy thân phận là góa phụ của anh, sẽ giữ mình cả đời vì anh, sẽ không gả cho người khác. Thiên Sơn Tuyết đau khổ nói, mặc dù lúc trước tôi tiếp cận anh là có mục đích, nhưng cũng coi như tôi không phụ lòng anh, sinh cho anh một trai một gái, có người nối nghiệp anh. Không tệ lắm. Lúc trước Thiên Sơn Tuyết sinh đôi, sinh ra một trai một gái, đều mang họ Tô Thương, đặt tên là Tô Du Du và Tô Tinh Hà. Có điều, hai đứa nhỏ này chỉ có Tô Du Du là nhớ cha mình, gần như ngày nào cũng nhắc tới cha trước mặt Thiên Sơn Tuyết, không thèm ăn uống mà chỉ muốn gặp cha. Mà Tô Tinh Hà, chẳng những không có thiện cảm với Tô Thương, mà còn vô cùng xem thường Tô Thương, cảm thấy Tô Thương là đồ vô dụng không xứng làm cha của mình. Có lẽ đây là sự khác biệt giữa con trai và con gái. Cho nên lần này đi Giang Bắc, Thiên Sơn Tuyết cũng không có dẫn theo Tô Tinh Hà, mà chỉ dẫn Tô Du Du đi cùng, muốn làm cho giấc mơ của con gái được trọn vẹn, để cho con gái cảm nhận được một chút tình thương của cha. Tô Thương, tôi sẽ lập cho anh một ngôi mộ chôn cất, ngày lễ Tết sẽ đốt giấy tiền vàng bạc cho anh. Chờ mong kiếp sau có thể gặp lại anh. Thiên Sơn Tuyết khẽ nhắm mắt lại, trong lòng vô cùng đau khổ, sau đó lập tức bỏ đi. Cô ấy không tiến lên an ủi Tô Du Du, bởi vì cô ấy cũng khó chịu. Cô ấy sợ thấy con gái khóc, bản thân cũng nhịn không được mà rơi nước mắt. Thiên Sơn Tuyết là minh chủ liên minh cửu môn, thường ngày công việc rất bận rộn, chuyện lớn nhỏ gì cũng đều cần cô ấy xử lý. Nhưng cô rất quan tâm hai đứa trẻ, ngay cả khi bận rộn cô ấy cũng sẽ tự tay giặt quần áo và nấu ăn cho tụi trẻ. Thiên Sơn Tuyết biết, hai đứa nhỏ Tô Du Du và Tô Tinh Hà không có tình thương của cha, thế nên cô ấy không muốn hai đứa nhỏ cũng mất đi tình thương của mẹ. Hôm nay cô ấy đã giặt quần áo và nấu ăn xong xuôi, cho nên cô ấy đã đến trụ sở chính cửu môn để xử lý công việc. Tất nhiên do Tô Du Du và Tô Tinh Hà còn quá nhỏ nên vẫn cần người chăm sóc, bởi vậy bình thường Thiên Sơn Tuyết đều sẽ sắp xếp hai người giúp việc làm bạn với hai đứa nhỏ. Bất chi bất giác đã đến đêm khuya. Trong vườn nhà, Tô Du Du quá mức đau lòng nên chỉ ăn chút đồ rồi ngủ mất. Tô Tinh Hà xem tivi một lát, rồi cũng nằm trên sofa tiến vào mộng đẹp. Hai người giúp việc thấy vậy thì ôm Tô Tinh Hà trở lại phòng, nhẹ nhàng đặt Tô Tinh Hà lên giường, sau đó lập tức rời khỏi. Mạt Lị, cô đã nghe nói về chuyện của Minh Chủ chưa? Tô Thương chết rồi thì thật tốt, chỉ là một tên vô dụng ở thành phố mà thôi, chẳng xứng với Minh Chủ. Này, cô thì biết cái gì chứ? Tôi thấy Minh Chủ không vui vẻ, có lẽ cô ấy thích Tô Thương kia ấy chứ? Mặc dù tôi chưa từng gặp anh ta, không biết trông anh ta thế nào, nhưng chắc chắn không đẹp trai như công tử Mặc Đao. Công tử Mặc Đao không ghét bỏ Minh Chủ sinh con mà còn đang theo đuổi Minh Chủ nữa, nếu hai người bọn họ có thể đến với nhau thì tốt rồi. Công nhận, công tử Mặc Đao là thiên kiêu kiệt xuất nhất ở vùng núi nơi thâm sâu vân vụ, hình như sẽ đại diện vùng núi nơi thâm sâu vân vụ tham gia Bách Tông hội võ, đến lúc đó dĩ nhiên có thể vươn lên vị trí đầu bảng, thanh niên tài giỏi đẹp trai như vậy mới xứng với Minh Chủ chúng ta. Chấm chấm chấm.
hai người giúp việc canh giữ bên ngoài sân nhà, tán gẫu về chuyện của Thiên Sơn Tuyết vô cùng nhập tâm. Vì thế, một bóng người nhỏ xuất hiện ở phía hai người mà không ai phát hiện ra. Bóng người này đương nhiên là Tô Tinh Hà. Vừa rồi cậu bé chỉ giả vờ ngủ mà thôi. Từ khi nghe Tô Du Du nói thành phố rất vui, Tô Tinh Hà lập tức xúc động muốn đi thành phố chơi đùa một lần. Hê hê, cô vợ Mạt Lị, cô vợ Bạch Chỉ, chồng hai người tôi đây muốn xuất núi rồi, hai người yên tâm, lần này tôi đi Giang Bắc nhất định sẽ tìm thêm vài cô vợ cho hai người có thêm mấy chị em. Tô Tinh Hà đeo bao quần áo đã chuẩn bị trước nằm sấp trên mái tường đầu ngựa, khóe miệng lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Cậu bé xoay người nhảy xuống. Nhanh chóng biến mất trong đêm tối, thoáng chốc rời khỏi núi Cửu Phong. Hê hê, Giang Bắc, ông nội đến rồi đây. Các người đẹp thành phố chuẩn bị nghênh đón chồng các cô đi. Hê hê, hê hê hê. Tô Tinh Hà hăng hái cười, sau đó lấy một gói bánh quy gấu con, một cái cốc giữ nhiệt, còn có một bình sữa trong túi đeo ra. Tiếp sau đó, Tô Tinh Hà thuần thục pha cho mình 200ml sữa, ngậm bình sữa uống một ngụm lớn. Sau khi uống vài ngụm, cậu bé xé bao bì bánh quy gấu con ra ăn vài cái. Sữa kết hợp với bánh quy là công thức mà Tô Tinh Hà thích nhất. Đồ đạc bỏ nhà ra đi đều mang theo đầy đủ, rõ ràng đã có âm mưu từ lâu, chứ không phải mới chợt nảy sinh. Sau khi ăn no uống đủ, Tô Tinh Hà nhìn bình sữa trống rỗng, nghiêm túc nói, sau khi rời khỏi cô vợ Mạt Lị và cô vợ Bạch Chỉ, không có ai cọ rửa bình sữa cả. Không được. Đến thành phố mình nhất định phải mau chóng tìm một người vợ, để cô ấy rửa bình sữa cho mình. Mình chính là ông lớn, mình không thèm làm loại công việc cọ rửa này. Tô Tinh Hà thuận tay bỏ bình sữa vào trong túi, sau đó chạy nhanh như chớp, biến mất trong đêm tối mênh mông. Mặc dù cậu bé chỉ mới 4 tuổi, nhưng Tô Tinh Hà trời sinh chiến thắng ma quỷ, lại lớn lên ở núi Cửu Phong, ăn rất nhiều thiên tài địa bảo. Dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng đã là cao thủ tông sư rồi. Hơn nữa, cậu bé trộm bảo bối của ông nội, dù gặp phải siêu cấp cao thủ cũng không sợ hãi, thế nên cậu bé dám vào thành phố một mình là chuyện dễ hiểu. À đúng rồi. Quên nói ông cố của Tô Tinh Hà cũng chính là ông nội của Thiên Sơn Tuyết, là lão minh chủ của Liên Minh Cửu Môn, oai phong trong giới luyện võ. Chính là một tay ông ta làm nên thành công của Liên Minh Cửu Môn. Hình thành quái vật khổng lồ có thể ngang sức với tam đại chí cường tông phái. Có thể không khoa trương chút nào, cho dù là sơn chủ vùng núi Tế Sơn Thái Sơn, lão nhân thiên khải của vùng núi giữa núi và biển, hay là lão độc vật của vùng núi nơi thâm sâu vân vụ nhìn thấy lão minh chủ cũng phải nhượng bộ ba phần. Đương nhiên không thể khinh thường bảo bối của nhân vật này. Bình thường lão minh chủ rất xem trọng món đồ kia, hận không thể ôm ngủ. Ngay cả Thiên Sơn Tuyết cũng không có cơ hội được diện kiến. Thế nhưng lão minh chủ lại vô cùng cưng chiều cháu ngoại Tô Tinh Hà này. Bản thân rõ ràng là ông cố ngoại của Tô Tinh Hà, nhưng ông ta cảm thấy khó chịu, nhất định phải để cho Tô Tinh Hà gọi mình là ông nội, cho rằng như vậy mới là người một nhà. Cậu bé Tô Tinh Hà đầu óc khôn lanh này đã sớm có tính toán bỏ nhà lưu lạc ở chốn thành thị. Để ứng phó tình huống bất ngờ mà cậu bé đã trộm bảo bối của lão minh chủ. Vợ lớn, vợ bé, hê hê, đều là của mình. Tô Tinh Hà đeo túi nặng chạy một mạch như điên, giống như con thỏ chạy nhảy, vô cùng hăng hái. Chấm chấm chấm. Chập tối ngày hôm sau. Trang viên nhà họ Tô, phòng của Tô Thương. Két. Nương theo một tiếng vang giòn giã, Tô Thương chậm rãi mở mắt. Khóe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ. Cuối cùng cũng đột phá đến luyện khí tầng 8. Tô Thương hoạt động gân cốt, cười khẽ nói, thương thế cũng đã khỏi hẳn, di chứng của việc thi triển huyết tế để lại cũng được viên cổ đan dược của Hoa Thời Mạc hóa giải. Bây giờ gặp phải Thiên Tông lần nữa, mình chắc chắn chạy trốn, nếu thi triển huyết tế, thậm chí có thể giết ngược lại cao thủ Thiên Tông. Tô Thương cười nói, có điều, cái giá của huyết tế khá lớn. Bây giờ mình có thêm một át chủ bài. Nghĩ tới đây, Tô Thương mở bàn tay ra, chìa khóa Đông Phủ lập tức hiện lên, tản ra sức mạnh trời cao mạnh mẽ chấn động bốn phương. Thứ này quá mức thần bí, với nhãn lực của mình vậy mà nhìn không ra phẩm cấp của nó. Tô Thương nhìn chìa khóa Đông Phủ,
sau đó cười nói, có điều, nó thật sự rất mạnh. Nếu bây giờ mình đưa toàn bộ linh khí vào chìa khóa Đông Phủ, sức mạnh mà nó bộc phát ra hoàn toàn có thể chém giết Thiên Tông. Tô Thương nói tiếp, nếu như mình tiết lộ huyết tế bí thuật, lại truyền thụ linh khí, đồng thời sử dụng hai con át chủ bài, chỉ sợ Thiên Tông Trung Kỳ cũng không tiếp được một kích của chìa khóa Đông Phủ. Bây giờ, Tô Thương có năng lực tự bảo vệ mình cực mạnh, nhưng điều này còn lâu mới đủ. Một thanh niên ở vùng núi Tế Trời, chính là Hậu Kỳ Địa Tông, quỷ mới biết đồ cổ nơi đó có sức mạnh ghê gớm ra sao. Vì kế hoạch bây giờ vẫn là phải nâng cao sức mạnh. Gần đây mình thăng cấp quá thường xuyên, phải chậm lại một chút. Có điều, bây giờ mình có nguồn sức mạnh dồi dào của đá năng lượng, vẫn có thể tạo ra vài tên cao thủ. Tính toán đến đây, Tô Thương nhất thời nhớ tới ông nội. Đêm đó anh đã biết, ông nội là cao thủ cảnh giới Hậu Kỳ Địa Tông. Nếu mình dùng chút thủ đoạn, tiêu hao một chút đá năng lượng thì hoàn toàn có thể khiến cho ông nội đặt chân vào Thiên Tông. Chẳng qua Tô Thương không muốn để cho ông nội tiếp tục tu luyện võ thuật, tính để cho ông nội thu tiên cùng mình. Thứ nhất, hệ thống võ thuật khá yếu. Tiếp theo, người tu luyện võ thuật tuổi thọ có hạn, chân khí không thể kéo dài tuổi thọ, nhưng linh khí thì khác. Nếu là người bên cạnh anh thì sớm muộn gì Tô Thương cũng sẽ để cho bọn họ trở thành tu chân giả, cùng anh trường sinh. Nếu chuyển từ võ thuật qua tu chân thì cần phải bắt đầu lại từ đầu, mặc kệ võ thuật đã tu luyện tới cảnh giới gì đều sẽ biến thành tu chân giả luyện khí tầng 1. Nếu đã như vậy, bây giờ Tô Thương chẳng muốn giúp ông nội đặt chân vào Thiên Tông, tránh phải lãng phí đá năng lượng. Anh suy nghĩ một chút, tạo ra một Thiên Tông cũng cần hơn 100 viên đá năng lượng. Mặc dù Tô Thương vẫn còn hơn 1.000 viên đá năng lượng, nhưng cũng không thể lãng phí, nhất định phải tận dụng cho tốt. Ông nội không phù hợp, còn mấy người hầu Quách Hí, Lưu Huy, Vương Trại, Đồng Văn Thắng thì cảnh giới lại quá thấp. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Thương cuối cùng xác định được một người tốt nhất, đó chính là đại trưởng lão Vô Ảnh Tông, Hứa Sơn Cư. Cảnh giới của Hứa Sơn Cư là Địa Tông đỉnh phong, cách Thiên Tông chỉ còn một bước. Mấy ngày trước, lúc Tô Thương thu phục ông ấy, quả thực là đã phải sử dụng một số mánh khóe. Dù là Hứa Sơn Cư không có chìa khóa của Đông Phủ thì Tô Thương cũng không có cách nào mà đánh bại một cách dễ dàng. Hiện tại Tô Dương muốn ổn định tay chân, cũng không muốn bóp chết nhân tài, phải đột phá thêm lần nữa, nâng cao thực lực của Hứa Sơn Cư, điều này trái lại cũng là một lựa chọn tốt. Bây giờ, Tô Thương và Hứa Sơn Cư đã ký kết khế ước chủ tớ, lòng trung thành của Hứa Sơn Cư tất nhiên là không cần nghi ngờ. Dù cho Hứa Sơn Cư đa phần là mạnh hơn, nhưng cũng bị ràng buộc bởi Tô Thương. Nếu có suy nghĩ muốn làm phản, thì ông ấy nhất định phải chết. Nghĩ đến đây, Tô Thương lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại của Đồng Văn Thắng. Cậu chủ, mấy hôm nay cậu đi làm cái gì vậy? 4 ngày trước tại trang viên nhà họ Tô truyền đến làn sóng chân khí khổng lồ, sau đó ông chủ nhà họ Lý là Lý Thuần Phong và thần y Hoa Thời Mạc, tất cả đều đến nhà họ Tô xảy ra chuyện gì sao? Tô Thương không giấu giếm, vì để Đồng Văn Thắng càng thêm tin phục chính mình, thế là nói như thật, buổi tối 4 ngày trước, tông chủ Vô Ảnh Tông Đoàn Tứ Hải đột nhiên xuất hiện ở trang viên nhà họ Tô, muốn tiêu diệt nhà họ Tô. Tông chủ. Đồng Văn Thắng nghe nói như vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hơi thở dồn dập hơn, run rẩy cuống họng nói ra cậu chủ, nghe nói tông chủ là cao thủ Thiên Tông, cậu có sao không? Ha ha, tôi có thể có chuyện gì được chứ? Vậy tôi yên tâm rồi, tông chủ bây giờ đang ở đâu rồi, những người khác trong nhà họ Tô cũng không sao chứ? Đồng Văn Thắng thở dài một hơi rồi hỏi tiếp. Không có gì đáng lo ngại. Còn về Đoàn Tứ Hải, Tô Thương cười cười, sau đó bình thản nói ra, tôi sao có thể để ông ta đi được chứ, ông ta đã bị tôi giết rồi. Cái gì? Giết? Đầu dây bên kia điện thoại của Đồng Văn Thắng, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc, liên tục kinh sợ, cậu giết tông chủ Vô Ảnh Tông. Tô Thương gật đầu. Đây. Đồng Văn Thắng nghẹn họng không nói nên lời. Trong lòng cực kỳ dao động, nhất thời không biết nên nói gì cho đúng nữa. Tông chủ Vô Ảnh Tông, Thiên Tông mạnh mẽ, người sáng lập ra cả một tông phái,
từng theo học ở vùng núi Tế Trời, nghe nói thầy của ông ấy là Sơn Chủ Thái Sơn, oai phong lẫm liệt trong giới cổ võ. Nhưng bây giờ, tông chủ lại chết trong tay cậu ấy, mà cậu chủ chỉ là một người thanh niên hơn 20 tuổi, điều này thật sự khiến người nghe kinh hãi. Thôi đừng nói về chuyện này nữa, Đổng Văn Thắng, Hứa Sơn Cư vẫn đang ở cạnh ông chứ, ông với ông ấy, đến chợ đen Cửu Môn chờ tôi lập tức qua đó, hôm nay, tôi muốn giúp ông ấy đặt chân lên Thiên Tông. Vâng, cậu chủ. Đổng Văn Thắng một mực cung kính trả lời, ông ấy đối với mệnh lệnh của Tô Thương thì không dám có chút chần chờ nào. Ừm. Tô Thương gật đầu, lập tức tắt điện thoại, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Anh ấy lựa chọn chợ đen Cửu Môn để hẹn Đổng Văn Thắng và Hứa Sơn Cư là có mục đích, định để Lưu Huy và Vương Trại tìm hiểu một chút tình hình. Bởi vì anh ấy có lẽ đoán được, người đưa Du Du đi có đến khoảng 9-10 phần chính là Thiên Sơn Tuyết, có lẽ Lưu Huy và Vương Trại sẽ biết một số tin tức mật. Sau khi rời khỏi phòng, Tô Thương liền đến phòng khách trang viên, vừa đúng lúc gặp phải Lý Nguyệt. Tô Thương! Lý Nguyệt nhìn thấy Tô Thương, bỗng nhiên hết sức vui mừng, kích động mà hỏi, sao anh bước xuống giường được, vết thương của anh ổn rồi sao? Ừm! Tô Thương đi đến, ôm Lý Nguyệt thật chặt vào ngực, hít thật sâu mùi tóc của Lý Nguyệt, dịu dàng nói, vợ à, anh đã khỏi hẳn rồi, cảm ơn em mấy hôm nay đã chăm sóc anh. Tuy anh hôn mê, nhưng tất cả những việc em làm, anh đều có thể cảm nhận được, vợ à, anh yêu em, từ nay về sau anh sẽ dùng tính mạng của mình để yêu em. Tô Thương nghiêm túc hứa hẹn. Tô Thương, vẫn chưa. Tô Thương lấy lại tinh thần, cười an ủi nói, vợ à. Nếu mẹ của Du Du đã gửi tin cho em báo Du Du vẫn an toàn, thì chúng ta cũng không cần phải lo lắng đâu. Ừm, lo lắng, mà cũng không phải lo lắng. Lý Nguyệt gật đầu, nói em chủ yếu là muốn gặp Giang Tuyết Nhi, lần trước từ biệt đến giờ đã 5 năm rồi. Lúc trước cô ấy cảm thấy làm chuyện có lỗi với em, vì thế trước khi đi, không chào tạm biệt em, trước đây thân nhau như vậy, đột nhiên lại tách biệt ra, nói thật. 5 năm nay em luôn nhớ đến cô ấy. Lý Nguyệt cực kỳ cảm động, trong hốc mắt chảy ra nước mắt, nức nở nói, anh có thể tỉnh lại được là tốt rồi, em cứ tưởng cả đời này anh sẽ không tỉnh lại nữa, làm em sợ muốn chết, mười mấy tiếng này, em thật sự cực kỳ lo lắng cho anh. Anh biết, vợ à, anh đều biết hết mà. Tô Thương ấn nhẹ vào đầu Lý Nguyệt, ôm thầy chặt cô ấy, chỉ hận không thể dung nhập cơ thể của vợ vào mình. Vĩnh viễn không xa, bảo bối, anh hứa với em, sau này anh sẽ bảo vệ tốt cho mình, không để em phải lo lắng nữa. Cắt. Lý Nguyệt sau vài giây cảm động, liền đẩy Tô Thương ra, vừa lau nước mắt vừa bĩu môi nói, ai là bảo bối của anh chứ, buồn nôn chết đi được ấy, mà anh nói thế không thấy xấu hổ sao. Hi hi, em đúng mà, em là bảo bối của anh. Tô Thương mặt dày mày dặn nói, đồng thời muốn hôn Lý Nguyệt. Em không phải, mà anh đừng hôn em, anh đã ngủ mất 4 ngày, vẫn chưa đánh răng, em chê anh. Lý Nguyệt đang nói, nhưng Tô Thương đã trực tiếp hành động, miệng đè lên miệng cô ấy rồi. Lúc đầu, Lý Nguyệt có giãy giụa, miệng phát ra tiếng ô ô, nhưng mà rất nhanh liền ngoan ngoãn đồng tình theo. Hai người hôn thêm vài phút sau đó mới tách ra, Tô Thương dường như vẫn cảm thấy chưa đã, lại chẹp chẹp hôn lên khuôn mặt của vợ. Lúc này mới hài lòng mà dừng lại. Được rồi, Tô Thương, đừng làm loạn nữa, em nói cho anh nghe một chuyện quan trọng đây. Lúc này, Lý Nguyệt vừa lau nước miếng trên mặt, vừa nói, mẹ của Du Du nhắn tin cho em, cô ấy nói đã đưa Du Du đi rồi, nhắn để em không cần phải lo lắng. Mẹ của Du Du không phải Giang Tuyết Nhi à, Tô Thương, anh gặp Giang Tuyết Nhi rồi sao? Cô ấy đưa Du Du đi lúc nào? Sao em lại không biết thế? Lý Nguyệt mặt đầy nghi ngờ nói. Hả? Du Du được mẹ đưa đi sao? Không đúng. Mẹ của Du Du là Giang Tuyết Nhi, chuyện này là do Lưu Huy vận dụng thế lực của Cửu Môn mới điều tra ra được, chắc chắn sẽ không sai. Mà buổi tối 4 ngày trước, người mang theo Du Du đi, trên mặt có đeo mặt nạ hình bướm, nếu không có gì khác thì chắc chắn là của Thiên Sơn Tuyết. Giang Tuyết Nhi, Thiên Sơn Tuyết, giữa hai người này, chẳng lẽ lại có quan hệ gì sao? Tô Thương khẽ nhíu mày, nhất thời không hiểu rõ sự tình.
Tô Thương, anh đang nghĩ gì vậy? Lý Nguyệt càng thêm tò mò, hỏi rồi, cuối cùng là anh đã gặp Giang Tuyết Nhi ở đây hay chưa? Vẫn chưa. Tô Thương lấy lại tinh thần, cười an ủi nói, vợ à, nếu mẹ của Du Du đã gửi tin cho em báo Du Du vẫn an toàn, thì chúng ta cũng không cần phải lo lắng đâu. Lo lắng, mà cũng không phải lo lắng. Lý Nguyệt gật đầu, nói em chủ yếu là muốn gặp Giang Tuyết Nhi, lần trước từ biệt đến giờ đã 5 năm rồi. Lúc trước cô ấy cảm thấy làm chuyện có lỗi với em, vì thế trước khi đi, không chào tạm biệt em, trước đây thân nhau như vậy, đột nhiên lại tách biệt ra, nói thật, 5 năm nay em luôn nhớ đến cô ấy. Lúc vừa tách biệt nhau, em còn thường xuyên mơ đến cô ấy. Mơ đến khoảng thời gian tươi đẹp mà ba chúng ta ở một nơi cùng đi du lịch, học hành. Lý Nguyệt nói tiếp, bây giờ cô ấy là mẹ của Du Du, em lại càng muốn gặp cô ấy hơn, em muốn nói cho cô ấy biết, em không hận cô ấy, không muốn khiến cô ấy phải tự trách mình nữa, ba người chúng ta có thể ở chung với nhau giống như trước, em không ngại những chuyện này đâu. Vợ à! Mặc dù Tô Thương đã hiểu rõ tính tình của Lý Nguyệt, nhưng khi nghe được những lời Lý Nguyệt nói ra đó, trong lòng anh ấy vẫn luôn hết sức cảm động. Tô Thương, anh nhất định phải tìm được Giang Tuyết Nhi, sắp xếp cho cô ấy gặp em. Lúc này, Lý Nguyệt nghiêm túc nói ra. Được, anh đi thăm cha và ông nội một chút, sau đó đi đến chợ đen Cửu Môn, nghe ngóng tin tức của Giang Tuyết Nhi. Tô Thương vuốt vuốt vào mái tóc dài như thác nước của vợ, khẽ cười nói, chợ đen Cửu Môn trải dài khắp thiên hạ. Tìm hành tung của Giang Tuyết Nhi thì cũng không phải khó lắm đâu. Dạ, dạ. Lý Nguyệt vui vẻ gật đầu, giống như con chim non đang dính vào trước ngực Tô Thương. Hai người vuốt ve an ủi nhau một lúc, Lý Nguyệt liền chào tạm biệt với Tô Thương. Mấy hôm nay, cô ấy vẫn luôn bên cạnh Tô Thương, tối qua mới về nhà nghỉ ngơi được một chút, có lẽ là quá mệt nên một tiếng trước mới tỉnh ngủ, sau đó ăn nhẹ một chút rồi chạy ngay đến để tìm Tô Thương. Bây giờ, cô ấy muốn đến trường xem thử, vì sau này còn phải bận rộn công việc ở lớp đào tạo nữa nên cô ấy cũng phải có trách nhiệm với những học sinh đó. Sau khi Tô Thương đưa Lý Nguyệt rời đi, Quách Ý liền đi lên phía trước. Anh ấy lúc nãy đã nhìn thấy Tô Thương rồi, nhưng do nhìn thấy hai người đang ân ái với nhau nên nhất thời không tiện bước lên để làm phiền. Đại thiếu gia, Quách Ý cung kính chào hỏi. Tô Thương khẽ gật đầu, sau đó hỏi, tôi tìm cậu cũng không có chuyện gì lớn đâu, bọn người Tiêu Đình đều không sao chứ. Không, vệ sĩ nhà họ Tô dưới sự điều trị của Hoa Thần Y, gần như đều đã hoàn toàn khôi phục rồi. Quách Ý kính sợ trả lời. Ông nội và cha của tôi ở đâu, đưa tôi đi gặp bọn họ. Tô Thương thản nhiên nói. Vâng. Quách Ý trả lời, sau đó đi phía trước dẫn đường. Rất nhanh đã đưa Tô Thương đến lối vào ở dưới lòng đất. Đại thiếu gia, lão gia và ông chủ vẫn đang ở trong mật thất tĩnh dưỡng, vết thương của họ tương đối nghiêm trọng, gần đây không muốn ra ngoài, một mình cậu vào đó đi. Khi Quách Ý nói ra, nhắc đến vết thương của Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh, anh ấy liền lộ ra một vẻ bi thương. Được, Tô Thương khẽ gật đầu, sau đó liền nhanh chân đi vào mật thất dưới đất. Lúc này, trong phòng mật thất, Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh nằm ở trên giường của mình, đến khả năng ngồi dậy cũng không có, hai người họ sắc mặt đều rất khó coi, không khí có chút nặng nề. Cha, đều tại con không tốt, nếu như không phải con, thì người ở vùng núi tế trời sẽ không tìm đến tận cửa thế này. Lúc này, Tô Thần Binh tự trách nói. Không liên quan đến con, đây đều là số mệnh của nhà họ Tô. Tô Kiền Khôn lắc đầu. Vừa cười vừa nói, nhà họ Tô chúng ta, kế thừa từ mấy ngàn năm, chứng kiến lịch sử thăng trầm, tất cả đều có số định sẵn, một tiểu tông chủ cảnh giới thiên tông, lại có thể tiêu diệt nhà chúng ta hay sao? Cha, thực lực của chú Huyền Thiên, cuối cùng là mạnh như thế nào, cha có thể thấy được không? Tô Thần Binh đột nhiên hỏi. Không rõ. Tô Kiền Khôn lắc đầu lần nữa, sau đó nghiêm túc nói, từ đầu đến cuối. Cha đều nhìn không ra cảnh giới của cậu ấy, năng lượng trong cơ thể cậu ấy, khác hẳn so với người bình thường, gần như không phải chân khí, hay hoặc là không phải chân khí tầm thường, không thể nhìn ra như bình thường được. Nhưng có thể xác định chính là hiền đệ Tô Huyền Thiên của cha, bối cảnh bất phàm,
cậu ấy chính là cứu tinh của nhà họ Tô chúng ta. Tô Kiền Khôn nói tiếp, buổi tối 4 ngày trước đó, nếu không phải cậu ấy ra tay thì nhà họ Tô chúng ta chắc chắn sẽ khó mà thoát được tai kiếp này. Cha, ý của cha là, ngày đó, người loại bỏ tông chủ Vô Ảnh Tông, chính là Tô Huyền Thiên. Tô Thần Binh kinh ngạc nói. Gần như là như vậy. Tô Kiền Khôn lại nói, mặc dù chúng ta bị một sức mạnh khổng lồ đánh ngất, không nhìn thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đêm đó ở trong trang viên lại không có người khác, không phải cậu ấy thì còn là ai được chứ? Tô Kiền Khôn hỏi lại. Tô Thần Binh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đưa ra nghi ngờ, nhưng trước khi chúng ta hôn mê, đã tận mắt nhìn thấy chú ấy bị Đoàn Tứ Hải đánh bại, lại còn bị trọng thương, bị thế rồi mà còn có thể giết ngược lại nữa sao? Có lẽ, cậu ấy vận dụng một loại con át chủ bài nào đó, dù sao thì hiền đệ của cha bối cảnh cũng bất phàm. Tô Kiền Khôn suy đoán, sau đó chuyển chủ đề khác, thản nhiên nói, được rồi, chúng ta đừng đoán bừa nữa, lần sau trực tiếp gặp mặt thì hỏi cho rõ ràng không được sao, chúng ta vẫn nên lo lắng nhiều cho Tô Thương thì hơn. Cha không nghĩ là đêm đó nó cũng về trang viên nhà họ Tô, còn bị Đoàn Tứ Hải đánh cho trọng thương, được lắm, cuối cùng nó cũng có chút trách nhiệm rồi. Tô Kiền Khôn tán thưởng. Cha, con thấy cha đang suy nghĩ quá nhiều rồi đó. Tô Thần Binh nghe vậy, khinh miệt nói, nếu như con đoán không sai, tiểu tử Tô Thương kia chỉ là trùng hợp về nhà mà thôi, với tính khí của nó, khi xảy ra chuyện thì phản ứng đầu tiên chắc chắn là chạy trốn, nó có cái dám gì mà trách nhiệm chứ? Chấm than. Tô Thương đứng ở bên ngoài một lúc, nghe nói như thế thì chịu không được mà đi vào mật thất, tối sầm mặt mày nói, cha, trong lòng cha, con kinh khủng đến thế sao? Con có còn là con của cha nữa không đó? Sao lại độc ác với con như thế? Tô Thương, con nghe cũng đã nghe được rồi, vốn dĩ cha cũng không muốn nói sau lưng con, mà lời cha nói đâu có sai chứ, nếu con có chút trách nhiệm, sao mà mỗi ngày đều đi quán bar, hả? Khoan đã, Tô Thần Binh đang nói, bỗng nhiên nhận ra được một chuyện, đột nhiên vui vẻ nói, Tô Thương, con có thể xuống giường được, vết thương của con đã khỏi hẳn rồi sao? Tô Thương gật đầu. Sau đó nửa đùa nửa thật nói, cha, nhưng mà con có nghe nói, bây giờ cha trở thành người tàn phế rồi, có thể là cả đời nằm trên giường, cha lại độc ác với con, cẩn thận con rút ông dưỡng khí ra, dù là bác sĩ nói cha còn có thể cấp cứu thì con cũng nhất định sẽ rút. Này, thằng nhóc khốn nạn kia, uổng công ông đây nuôi dưỡng mày lớn như thế. Khuôn mặt Tô Thần Binh tối sầm lại nói. Ha ha, cha yêu à, con đùa với cha thôi. Hoa thần y đã tìm được phương pháp chữa bệnh cho cha và ông nội rồi, hai người sẽ rất nhanh chóng có thể đứng dậy được thôi. Tô Thương vừa cười vừa nói, hai người vui vẻ lên chút, đừng có mà sầu não uất ức nữa. Từ đầu đến cuối, anh ấy vẫn luôn tin mình có thể luyện chế thành công sinh xương đan, để chữa bệnh cho cha và ông nội. Vì thế, Tô Thương nhìn thấy cha và ông nội nằm ở trên giường, không khí có chút bi thương, mới có thể mở miệng nói đùa. Xua tan không khí bi thương bên trong mật thất. Thật sao, Tô Thần Binh nghe được lời Tô Thương nói, đột nhiên cực kỳ vui sướng. Tô Kiền Khôn kích động, đồng thời nói, Tô Thương, chuyện này là thật sao? Vâng. Tô Thương cười cười nói, Hoa Thần Y đã đi thu thập dược liệu rồi, việc hai người đứng dậy được chỉ là sớm muộn mà thôi. Ha ha, quá tốt rồi. Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh nhận được câu trả lời, thi nhau nở nụ cười, cảm xúc rõ ràng chuyển biến tốt đẹp hơn. Cha, ông nội, người đêm hôm đó, rốt cuộc là ai, khi con đến đó, sao lại thấy tên kia muốn giết hai người chứ? Lúc này, Tô Thương hỏi lại. Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh nghe vậy, hai người nhìn nhau, sau đó đều lựa chọn im lặng. Sau khi dừng lại khoảng vài giây, Tô Kiền Khôn mở miệng nói, Tô Thương. Chuyện này sớm muộn gì con cũng phải biết, có điều, cũng không biết con có dũng khí để nghe hay không. Có. Tô Thương nghiêm túc nói, là một phần tử của nhà họ Tô, con muốn cùng nhà họ Tô tồn vong. Huồng hồ bây giờ, con đã là người luyện võ rồi, mà lại đang tiến bộ thần tốc đây. Vừa nói, Tô Thương phóng ra một luồng chân khí, ngụy trang cho bản thân mình trở thành hóa kình đỉnh phong, sau đó tiếp tục nói, ông nội. Ông nhìn xem, cháu đã đặt chân đến hóa kình đỉnh phong rồi.
thật sự là hóa kình đỉnh phong. Ha ha, tốt tốt tốt, không hổ là cháu trai của ông, đã không tu luyện thì thôi, vừa tu luyện thì đã tiến bộ kinh người rồi. Tô Kiền Khôn quan sát Tô Thương một lúc, lộ ra vẻ cực kỳ vui sướng, sau đó đưa ra quyết định, thế này đi, một tuần sau là đến ngày giỗ của mẹ cháu, đến lúc đó, ông sẽ để cho thần binh nói rõ hết tất cả mọi chuyện cho cháu biết. Cha, Tô thần binh nghe vậy, thoáng nhìn sang Tô Kiền Khôn. Tô Thương nói đúng, nó là một phần tử của nhà họ Tô, có tư cách để biết chuyện này. Tô Kiền Khôn thản nhiên nói, chuyện này cha đã quyết định rồi, còn dựa theo lời cha nói mà làm. Vâng. Mệnh lệnh của Tô Kiền Khôn, Tô thần binh từ trước đến nay đều không dám phản bác lại, mà là gật đầu đồng ý. Tô Kiền Khôn gật gù hài lòng, ông ấy nhìn chằm chằm Tô Thương rồi hỏi, Tô Thương, tối hôm đó cháu có thấy ai đã giết tông chủ Vô Ảnh Tông Đoàn Tứ Hải không? Ai là Đoàn Tứ Hải? Tô Thương biết rõ còn cố ý hỏi. Là người muốn tiêu diệt nhà họ Tô, Tô thần binh trả lời. Ồ, thì ra là ông ta. Bỗng nhiên Tô Thương tỉnh ngộ, sau đó nói, cháu cũng không tận mắt thấy ai giết Đoàn Tứ Hải. Lúc cháu đến trang viên của nhà họ Tô thì ông và cha đều bị hôn mê rồi. Cả Lý Nguyệt và Du Du cũng hôn mê, cháu còn tưởng rằng bọn họ đã chết rồi nữa, cháu giận đến mức không thể kiềm chế được, ngay lập tức muốn giết Đoàn Tứ Hải. Nhưng ông ta quá mạnh, một chưởng là đã đánh bay cháu rồi. Là Tô Huyền Thiên đã cứu cháu. Tô Thương nói thêm, mặc dù cháu không tận mắt nhìn thấy, nhưng nhất định là Tô Huyền Thiên đã giết ông ta đó. Ừm. Tô Kiền Khôn nghe vậy, gật đầu nói, được rồi, Tô Thương, tình trạng vết thương của cháu vừa mới hồi phục. Ông và cha cháu cũng cần nghỉ ngơi, cháu về trước đi. Lúc trước Hoa Thần Y vẫn chưa trị khỏi cho chúng ta, công việc lớn nhỏ của nhà họ Tô tạm thời giao cho cháu quản lý. Tiêu Đình và Quách Ý, cháu có thể sai khiến theo ý muốn. Được, ông nội, nhà họ Tô cứ giao cho cháu, ông có thể yên tâm rồi. Tô Thương cười nhẹ, bỗng nhớ đến một chuyện lập tức hỏi nói, đúng rồi, ông nội. Xác của Đoàn Tứ Hải ở đâu rồi? Đoàn Tứ Hải là kẻ mạnh của Thiên Tông, máu và khí trong cơ thể rất tràn đầy. Chất dinh dưỡng chất lượng tốt như vậy, nhất định không thể lãng phí. Lấy cho Thục Phân nuốt vào, chắc chắn Thục Phân cũng sẽ càng tiến xa thêm một bước. Xác sao? Tô Kiền Khôn nghi ngờ nói, cháu hỏi cái này làm gì? Tên đó rất đáng chết, lại dám đánh đến nỗi xương hai người vỡ nát. Còn muốn giết hai người, cháu không nuốt nổi cục tức này. Tô Thương không nói sự thật, nghiến răng nghiến lợi nói, cháu muốn lôi xác ông ta ra đánh, như vậy mới chút được cơn giận của cháu. Tô Thương, tính tình con quá trẻ con, muốn đạt được thành công thì nhớ đừng có tính tình trẻ con như vậy. Huống hồ, con người phải có lòng khoan dung, ông ta đã chết rồi. Con đánh xác ông ta thì có ích lợi gì chứ? Tô thần binh nói lời thâm tình, ông nội con sẽ không nói cái xác ở đâu đâu, con bỏ cuộc đi. Tô thần binh đang nói thì bị Tô Kiền Khôn cắt ngang, vô cùng giận dữ nói, cái xác đã giao cho Tiêu Đình xử lý rồi, chắc còn chưa chôn. Cháu đi tìm Tiêu Đình, cháu trai, đánh mạnh một chút. Đánh cho xương cốt của tên đó nát hết cho ông, trông chờ vào cháu đó. Được, ông nội cứ giao cho cháu. Ông yên tâm, cháu sẽ khiến ông ta chết không toàn thây, bảo đảm khiến ông hài lòng. Tô Thương cười nói. Được được được, Tô Kiền Khôn lộ ra nụ cười hài lòng khi thù lớn đã trả được. Ông nội, cha, cháu đi trước đây. Ngay sau đó, Tô Thương chào tạm biệt rồi đi ra khỏi mật thất dưới đất. Cha, không phải cha thường dạy con người phải có lòng khoan dung sao? Chỉ là một cái xác mà thôi, hành hạ nó làm gì? Khoan dung cái rắm, nếu không phải tên đó ra tay đánh bại cha. Thạch Hiên sao lại có cơ hội làm cho ông đây tàn phế, phải độc ác với ông ta, cho dù chết đi nữa cũng phải hành hạ. Con người phải có lòng khoan dung cái gì chứ, chỉ là nói mà thôi. Có thù tất báo mới là lẽ đúng. Tô Kiền Khôn của mắng nói, con khoan dung quá mức rồi. May là còn có Tô Thương làm ấm lòng cha. Tô thần binh. Sau khi rời khỏi mật thất dưới lòng đất, Tô Thương nhìn thấy Tiêu Đình, anh đi thẳng vào vấn đề. Rất nhanh đã ở trong căn nhà bên cạnh, nhìn thấy xác của Đoàn Tứ Hải.
Bên cạnh còn có một cái xác đang nằm, đích thị là địa tông hậu kỳ Thạch Hiên. Đại thiếu gia, trong người hai người này có chân khí dâng trào. Đã chết được 4 ngày nhưng xác không có hiện tượng thối rữa. Tôi định đưa đến nơi hỏa táng, cậu tìm xác của bọn họ làm cái gì? Tiêu Đình tò mò hỏi. Quách Ý bên cạnh nghe thấy rồi cau mày, Tiêu Đình, chuyện của đại thiếu gia, còn phải báo lại với cậu à? Đương nhiên không cần. Vậy cậu đừng hỏi nhiều. Quách Ý nghiêm mặt nói, anh ta đối xử với Tô Thương vô cùng tôn kính, không gì có thể so sánh được. Tiêu Đình hoang mang, trong mắt tràn đầy sự nghi ngờ. Anh ấy nhớ Quách Ý không có thiện cảm tốt với đại thiếu gia, giống như mình vậy. Đều cảm thấy hổ phụ sinh khuyển tử, đại thiếu gia không xứng làm con trai của chủ nhân. Bây giờ sao vậy chứ? Tại sao Quách Ý lại kính nể với đại thiếu gia như thế? Tô Thương không có trả lời câu hỏi của Tiêu Đình, ánh mắt rơi vào xác của Đoàn Tứ Hải và Thạch Hiên. Không do dự mà đặt thi thể vào trong vòng lưu trữ. Cái gì, cái xác, biến mất rồi. Tiêu Đình nhìn thấy cảnh này mặt mày lập tức tái mét, vội vã xông vào phòng nhìn xung quanh. Kết quả phát hiện thực sự không thấy cái xác nữa rồi. Sao lại có thể? Gặp quỷ rồi sao? Mặt mày Tiêu Đình đầy sự kinh ngạc. Quách Ý, cậu nói chuyện của tôi cho Tiêu Đình đi. Dặn dò cậu ấy giữ bí mật, tôi còn có chuyện khác, đi trước đây. Tô Thương cười rồi xoay người rời khỏi trang viên nhà họ Tô, lái xe đi thẳng đến chợ đen Cửu Môn. Tạm biệt đại thiếu gia. Sau khi Tô Thương đi, Quách Ý nhìn Tiêu Đình, cười nhẹ, người anh em, cậu may mắn rồi. Ý gì Quách Ý, sao càng ngày tôi càng hồ đồ rồi, Tiêu Đình cau mày nói. Ha ha. Quách Ý nở nụ cười, rồi sau đó mở lòng bàn tay ra, ngưng tụ ra một quả cầu chân khí. Tông sư. Quách Ý, cậu đã bước vào cảnh giới của tông sư rồi. Tiêu Đình vô cùng kinh ngạc, không thể tin mà nói, điều này không thể nào, thực lực của cậu và tôi tương đương nhau. Năng lượng luôn đạt đến đỉnh cao phù hợp với sức lực của bản thân, sao đột nhiên có thể lên tông sư chứ? Với năng lực của bản thân tôi, nhất định sẽ không trở thành tông sư nhanh như vậy đâu. Tất cả mọi thứ đều là đại thiếu gia đã ban cho tôi, thực ra đại thiếu gia. Quách Ý không che giấu nữa, theo như ý của Tô Thương. Nói cho Tiêu Đình biết đầu đuôi ngọn ngành về thân phận khác của Tô Thương và những chuyện Tô Thương đã làm. Tiêu Đình, rốt cuộc cũng ngẩn người rồi. Nửa tiếng sau, Tô Thương đã đến chợ đen Cửu Môn. Anh không dịch dung thành Tô Huyền Thiên mà sải bước lớn tiến vào trong. Trên đường đến chợ đen Cửu Môn, Tô Thương âm thầm quan sát Thục Phân trong vòng lưu trữ. Bây giờ, Thục Phân vẫn còn ngủ say, anh nghĩ chắc là do một lần nó nuốt quá nhiều máu tươi, nên vẫn chưa có tiêu hóa hết. Tô Thương không có làm phiền Thục Phân, muốn xem lần này rốt cuộc nó phát triển đến mức nào, bèn lấy lại tinh thần. Tô Thương. Tô Thương vào cửa chợ đen Cửu Môn, Lưu Huy và Vương Trại nhìn thấy anh thì cau mày. Trước kia gặp mặt Lưu Huy và Vương Trại, Tô Thương đều sẽ cải trang thành Tô Huyền Thiên. Cho nên, hai người này còn không biết Tô Thương chính là Tô Huyền Thiên. Ngay lúc đó, Lưu Huy nhìn Tô Thương, nghĩ đến chuyện giữa Tô Thương và Minh Chủ. Cho nên giận dữ không thôi, sắc mặt khó chịu nói, công tử Tô, chợ đen Cửu Môn không chào đón cậu, mời cậu về cho. Ha ha! Tô Thương bật cười, xoay qua nói, Lưu Huy, anh nhìn xem tôi là ai? Nói rồi Tô Thương không do dự mà dịch dung thành dáng dấp của Tô Huyền Thiên. Chủ nhân! Lưu Huy và Vương Trại vừa thấy như vậy, vội vã quỳ rạp xuống đất, chắp tay cung kính nói, thuộc hạ bái kiến chủ nhân. Đứng lên đi! Tô Thương lại khua tay lần nữa trở về hình dáng ban đầu, sau đó hỏi, Lưu Huy. Tô Thương không có gây sự gì với anh. Hình như anh khó chịu với Tô Thương lắm, có chuyện gì sao? Chủ nhân, tôi. Lưu Huy dừng lại, anh ta biết bản thân và chủ nhân có loại liên hệ gì. Ở trước mặt chủ nhân, bản thân không có cách nào nói dối, bèn nói, chủ nhân, chuyện này nói ra thì phức tạp lắm. Có liên quan đến Giang Tuyết Nhi, tôi không muốn nhiều lời, chủ nhân. Giang Tuyết Nhi. Tô Thương vừa nghe thấy. Sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị nói, tôi đến tìm anh,
là muốn hỏi về Giang Tuyết Nhi. Nói, Giang Tuyết Nhi làm sao, chuyện anh khó chịu với Tô Thương có liên quan gì đến Giang Tuyết Nhi? Nói không chừng, anh quen biết Giang Tuyết Nhi, vì yêu mà sinh thù hận cho nên căm ghét Tô Thương. À, tôi không dám. Lưu Huy ngay lập tức bị dọa sợ, anh ta vừa đứng lên lại quỳ rạp xuống đất lần nữa. Tình huống bây giờ, anh ta biết bản thân không nói thì phiền phức sẽ càng lớn, bèn nói, báo cáo chủ nhân, Giang Tuyết Nhi đã là minh chủ liên minh của cửu môn chúng tôi. Tôi biết đồ bỏ đi Tô Thương đó, không, tôi nói sai rồi. Tô Thương không phải là đồ bỏ đi, cậu không phải là đồ bỏ đi. Lưu Huy vội đổi lời, nói tiếp, nhưng lúc trước tôi cho rằng Tô Thương là đồ bỏ đi. Còn minh chủ chúng tôi mới là người tuyệt vời. Vừa nghĩ đến minh chủ vì Tô Thương mà sinh ra một người con gái. Trong lòng tôi đầy căm phẫn, cảm thấy không đáng thay cho minh chủ, cho nên mới. Chủ nhân, tôi sai rồi, mong chủ nhân trách phạt. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Huy dập đầu, cơ thể run bần bật. Nghe lời này xong, Tô Thương bị sững người, biểu cảm hết sức đặc sắc. Thiên Sơn Tuyết, thế mà lại là Giang Tuyết Nhi. Giang Tuyết Nhi. Tô Thương có một loại tình cảm khác thường đối với người phụ nữ này, mỗi lần anh nghĩ đến cô ấy đều cảm thấy vô cùng mắc nợ. Dù sao lúc trước bản thân say rượu phạm sai lầm, cho dù là có người cố ý sắp xếp nhưng chuyện anh ngủ với cô ấy là sự thật. Sau khi biết được mẹ của Du Du là Giang Tuyết Nhi, sự áy náy trong lòng Tô Thương ngày càng sâu. Một người phụ nữ rời xa quê hương, một thân một mình sinh ra Du Du. Hơn nữa còn chăm sóc cho Du Du tốt như vậy. Mỗi lần Tô Thương nghĩ như vậy, trái tim lại nhói đau. Nếu không phải mối nguy hại của nhà họ Tô vẫn chưa được giải trừ, anh đã sớm cho người tìm kiếm Giang Tuyết Nhi, nhất định phải đối xử tốt với Giang Tuyết Nhi giống như lời dặn dò lúc trước của Lý Nguyệt. Lúc này, trong lòng Tô Thương vô cùng ngạc nhiên khi biết được Thiên Sơn Tuyết chính là Giang Tuyết Nhi. Bởi vì trong ấn tượng của anh, Giang Tuyết Nhi chỉ là một cô gái yếu đuối, dịu dàng, nhát gan, lúc nào cũng cần người bảo vệ. Lúc trước Giang Tuyết Nhi bị ức hiếp ở nhà họ Giang, Tô Thương còn thường xuyên ra mặt bảo vệ Giang Tuyết Nhi bé nhỏ đáng thương này. Mà Thiên Sơn Tuyết lại là minh chủ liên minh cửu môn, sức mạnh sâu không lường được, lạnh lùng, tính cách khiến người khác phải cách xa ra ngàn dặm. Đây là hai kiểu tính cách hoàn toàn trái ngược, sao họ có thể là cùng một người được chứ? Nhưng Tô Thương biết, Lưu Huy không nói dối, nếu không chắc chắn anh sẽ nhìn ra được. Nói cách khác, Thiên Sơn Tuyết thật sự là Giang Tuyết Nhi. Ông chủ, lúc trước minh chủ không cho tôi nói chuyện này cho anh biết, mà anh cũng không hỏi cho nên tôi cũng không lắm miệng. Lúc này, Lưu Huy kính cẩn lễ phép, sợ hãi nói, không phải tôi cố ý gạt anh, mong ông chủ xem xét cho. Tô Thương lấy lại tinh thần. Thản nhiên nói, cậu đứng lên đi, chuyện này không trách cậu. Cảm ơn ông chủ, Lưu Huy như chút được gánh nặng nơm nớp lo sợ đứng dậy, khom lưng đứng sang bên cạnh. Tôi hỏi cậu, Giang Tuyết Nhi, Thiên Sơn Tuyết, bây giờ cô ấy đang ở đâu? Tô Thương hỏi. Thưa ông chủ, Lưu Huy chưa kịp nói, vương trại bên cạnh đã nói, 4 ngày trước minh chủ đã trở về núi Cửu Phong rồi. Núi Cửu Phong. Đúng vậy, vương trại nói tiếp, núi Cửu Phong Sơn là trụ sở chính của Liên minh Cửu Môn, nằm ở phía nam tỉnh An Huy. Tôi biết rồi. Tô Thương nhìn vương trại, hỏi tiếp, lúc Thiên Sơn Tuyết đi, có dẫn Tô Du Du đi không? Đúng vậy, lúc ấy cô Du Du bị thương nặng, minh chủ sắp xếp cho chúng ta xong xuôi thì vội vàng rời đi. Vương trại trả lời. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Tô Thương thở phào nhẹ nhõm. Thiên Sơn Tuyết là Giang Tuyết Nhi, cũng chính là mẹ của Du Du, cô ấy mang Du Du đi, chắc chắn Du Du sẽ không có chuyện gì. Ông chủ, thật ra minh chủ vốn không có ý định ở lại Giang Bắc, lần này cô ấy tới Giang Bắc một là vì mượn sức anh, hai là bởi vì cô Du Du. Lưu Huy không còn sợ hãi nữa, vội vàng nói tin tức mình biết cho ông chủ, tôi nghe người ta nói, cô Du Du thường xuyên nhắc tới cha, muốn gặp cha. Cho nên minh chủ mới đành dẫn cô bé đến thăm Tô Thương. Có điều, có lẽ minh chủ còn không biết, Tô Thương và Tô Huyền Thiên đều là anh, nếu không chắc chắn sẽ không rời khỏi Giang Bắc nhanh như vậy. Lưu Huy nói tiếp, theo tôi biết,
đến bây giờ minh chủ không hề tái hôn. Tuy rằng xung quanh có rất nhiều người theo đuổi nhưng cô ấy đều xem nhẹ. Nếu như tôi không đoán sai, trong lòng minh chủ vẫn có anh. Nhưng trong mắt cô ấy, anh là người bình thường cho nên không muốn tiếp xúc với anh nữa. Lưu Huy nhìn Tô Thương, nêu ý kiến, ông chủ, không thì anh có muốn nói chuyện anh là Tô Thương cho minh chủ biết không, có thể nếu minh chủ biết rồi thì sẽ đến Giang Bắc lần nữa. Tô Thương nghe như vậy, phản ứng đầu tiên là đồng ý, cảm thấy ý này không tệ. Có điều khi nghĩ lại, mối nguy hại của nhà họ Tô vẫn chưa được giải trừ triệt để, anh giết Thạch Hiên ở vùng núi Tế Trời, lại giết tông chủ Vô Ảnh Tông Đoàn Tứ Hải, vùng núi Tế Trời sẽ phát hiện nhanh thôi. Đến lúc đó chắc chắn sẽ cho cường giả đến Giang Bắc. Lúc này không thích hợp kéo Giang Tuyết Nhi xuống nước, vẫn nên để cô ấy chăm sóc tốt cho Du Du. Tuy rằng thế lực của Liên Minh Cửu Môn lớn mạnh, đứng sau loại quái vật không lồn vùng núi Tế Trời, vùng núi giữa núi và biển, vùng núi nơi thâm sâu vân vụ này, Giang Tuyết Nhi cũng là minh chủ Liên Minh Cửu Môn. Có điều như hiểu biết trước đây, Liên Minh Cửu Môn không phải là một khối bền chắc, cũng không phải minh chủ độc đoán. Cho dù Thiên Sơn Tuyết có muốn bảo vệ nhà họ Tô thì những người phụ trách cửu môn cũng sẽ không đồng ý. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Thương không muốn gây thêm phiền phức cho Thiên Sơn Tuyết, chờ đến khi giải quyết triệt để được mối nguy hại của nhà họ Tô rồi anh sẽ tự đi tìm cô ấy. Nghĩ như vậy, Tô Thương lắc đầu nói, tạm thời không nên nói cho cô ấy biết, nhà họ Tô đang có chút phiền phức. Cứ chờ tôi xử lý xong xuôi rồi sẽ đi núi Cửu Phong tìm cô ấy. Đã rõ. Lưu Huy và Vương Trại nghe vậy, cùng gật đầu chắp tay. Tô Thương khẽ gật gù, sau đó hỏi, lúc trước tôi bảo Đồng Văn Thắng dẫn người đến chợ đen Cửu Môn, giờ bọn họ đã đến chưa? Đã đến rồi, đang chờ anh ở lầu 2. Lưu Huy cung kính trả lời, sau đó thật cẩn thận hỏi, ông chủ, Đồng Văn Thắng tôi biết. Chủ nhân nhà họ Đồng, lão giả bên cạnh ông ta là mà thực lực quá kinh khủng. Tô Thương không giấu giếm, cười nói, ông ta là đại trưởng lão Vô Ảnh Tông, Hứa Sơn Cư. Hứa Sơn Cư. Lưu Huy nghe được cái tên này lập tức chấn động, khó hiểu nói, ông chủ, không phải Hứa Sơn Cư là kẻ địch của anh sao, mấy ngày trước anh còn bày mưu lấy đá năng lượng của ông ta, sao bây giờ? Ha ha, bây giờ không còn là kẻ thù nữa rồi. Tô Thương cười khẽ nói, ông ta cũng giống như các cậu, bây giờ là cấp dưới của tôi, chỉ có thể nghe theo lệnh của tôi. Nếu không chỉ cần tôi có ý nghĩ trong đầu, lập tức có thể xóa sổ. Cấp dưới, Hứa Sơn Cư cảnh giới địa tông đỉnh phong lại là cấp dưới của anh. Lưu Huy khiếp sợ nuốt một ngụm nước bọt, sau đó càng cảm thấy ông chủ sâu không lường được, kính nể nói, ông chủ uy vũ. Ông chủ uy vũ, Vương Trại cũng vội vàng làm theo. Tô Thương cười sau đó sải bước đi vào chợ đen Cửu Môn. Vừa đi được vài bước anh đã quay đầu lại nhìn Lưu Huy và Vương Trại, thản nhiên nói, hai người các cậu cũng vào đi, hôm nay tôi có thời gian giúp các cậu nâng cao sức mạnh. Cảm ơn ông chủ. Lưu Huy và Vương Trại mừng rỡ như điên, chắp tay khom lưng nói cảm ơn xong, lập tức theo chân Tô Thương đi vào. Vài phút sau, Tô Thương dẫn theo Lưu Huy và Vương Trại đi lên lầu 2. Đẩy cửa bước vào. Đồng Văn Thắng và Hứa Sơn Cư chờ trong phòng đã lâu. Nhìn thấy Tô Thương đi vào, hai người vội vã khom lưng hành lễ, cung kính nói kính chào ông chủ. Tô Thương gật đầu, anh nhìn Hứa Sơn Cư cười khẽ nói, Hứa Sơn Cư, chân khí của ông khôi phục rất nhanh, mới 4 ngày mà đã khôi phục đỉnh phong rồi. Cũng nhờ chủ nhân Đồng đã tiêu số tiền lớn mua dược liệu bổ sung chân khí cho tôi. Hứa Sơn Cư không dám ngẩng đầu nhìn Tô Thương, dè dặt nói, cũng phải cảm ơn chủ nhân tối hôm đó không nặng tay, tôi chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Ngày đó sau khi trở về, Đồng Văn Thắng lập tức nói thân phận Tô Thương cho Hứa Sơn Cư biết. Cho nên, dù cho Tô Thương không có dịch dung thành Tô Huyền Thiên, nhưng Hứa Sơn Cư cũng nhận ra. Bây giờ Hứa Sơn Cư không chỉ khâm phục thực lực của Tô Thương, mà còn khâm phục tính cách của Tô Thương. Một người chịu đựng ở ẩn nhiều năm như vậy, chịu đựng đủ lời châm chọc khiêu khích, bị mọi người mắng là đồ siêu cấp ăn chơi, là kẻ rốt nát kém cỏi, nhưng vẫn không lộ diện. Tính cách này thật khiến người ta kính nể. Hơn nữa còn có thiên phú kinh khủng,
hơn 20 tuổi đã có thực lực dọa người như vậy, nhất định tương lai không xa sẽ là người tài, tiền đồ rộng mở. Có vẻ như đi theo một chủ nhân như vậy cũng là một lựa chọn không tồi. Tô Thương cảm nhận được sự cung kính của Hứa Sơn Cư đối với mình, trong lòng lại hết sức hài lòng, khẽ cười nhẹ nói, được, được, cứ đi theo tôi, ông sẽ rất nhanh sẽ phát hiện ra rằng, việc đi theo tôi là một quyết định hoàn toàn chính xác. Thuộc hạ hiểu rồi. Hứa Sơn Cư gật đầu cung kính, sau đó giống như nghĩ đến điều gì đó, bỗng nhiên lộ ra một vẻ lo lắng, cậu chủ, thuộc hạ vốn là đại trưởng lão Vô Ảnh Tông, bây giờ bỗng nhiên quy phục cậu. Chỉ sợ tông chủ Vô Ảnh Tông sẽ không chịu để yên đâu. Tông chủ Đoàn Tứ Hải, cao thủ Thiên Tông, thực lực thâm sâu khó lường, nếu như ông ta biết chuyện này, thì chắc chắn sẽ đến Giang Bắc gây phiền phức cho cậu, cậu. Hứa Sơn Cư đang nói, nhưng bị Tô Thương chặn lại, cười nói, Đoàn Tứ Hải bị tôi giết chết rồi. Đồng Văn Thắng, ông không nói chuyện này cho Hứa Sơn Cư biết sao? Tô Thương nhìn về phía Đồng Văn Thắng. Thưa cậu chủ, khi tôi nhận điện thoại của cậu, tôi liền liên hệ với đại trưởng lão, vội vàng chạy đến đây, còn chưa kịp nói gì hết. Đồng Văn Thắng cười nói. Ồ, Tô Thương gật đầu, sau đó nhìn sang Hứa Sơn Cư, tiếp tục nói, buổi tối 4 ngày trước, tôi đã đánh chết Đoàn Tứ Hải rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 14.